Xin mến chào quý vị khán thính giả, bà con, cô dì, chú bác, anh chị em đang nghe chuyện trên kênh Người Kể Chuyện Ma. Quý vị khán thính giả thân mến trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, thay mặt cho Đình Tùng Voice, truyền chiêu xin gửi tới quý vị một bộ truyện của tác giả Nguyễn Đức Bình với tựa đề Báo Thù Cho Vợ. Quý vị nghe chuyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Đình Tùng Media và hãy chia sẻ kênh đọc truyện này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe chuyện trong khung giờ phát sóng của chúng tôi vào 20 giờ hàng ngày. Và quý vị nào thích nghe chuyện audio, chúng ta hãy truy cập vào ngheaudio.net. Ở đây chúng tôi có rất nhiều chuyện, từ chuyện ma đến chuyện tâm lý xã hội, ngôn tình, chuyện trinh thám để phục vụ quý vị. Và ngay bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với nội dung chi tiết câu chuyện ngày hôm nay qua sự diễn đọc của Trần chiêu Một ngôi chợ quê đang độ đông đúc nhộn nhịp. Gã đàn ông cao lớn chậm rãi từng bước chân, mắt đảo như giang lạc, quan sát tìm kiếm chút thực phẩm tươi ngon cho mâm cơm gia đình. Cháu mỡ rau đi. Rau gì vậy chú? Rau cải canh ấy. Tươi tươi vào nhá. Bà mà lấy mỡ héo, sau này đừng hồng tôi mua nữa. Khiếp, có câu này mà ngày nào chú cũng nói. Chú đã thấy tôi bán rau héo cho chú bao giờ chưa? Đây là tôi có nói như thế, chiếc xe của gã đàn ông cao lớn lại lăn bánh về phía trước. Mẹ ạ, à, mắt mày mua à? Lao đầu vào xe ông, muốn chết không? Người xung quanh đưa mắt nhìn lại phía gã, nhận ra là gã thì ai cũng quay ngoắt đi. Chẳng thèm đếm xỉa đến, họ thừa biết gã tên điển này là thuộc loại người nào. Nể sợ thì ít và khinh bỉ thì nhiều. Điền ăn nói bột chộp, hỗn xược láo lếu, cộng thêm cái thân thể vạm vỡ, xăm trổ khắp nơi, càng làm tăng thêm sự ngổ ngáo của bản thân. Ê, cho con thịt ba chỉ xem nào. Bà bán thịt ngóc cái mặt phúng phính với hai cái má sệ gắn trên cổ ngấn mỡ lên. Thấy gã ăn nói hỗn hào toàn không bán, nhưng lại sợ hắn làm loạn nên ảnh hưởng đến sạp hàng. Vậy đành bấm bụng mà xẻ miếng ba chỉ tươi giói rồi đặt lên cái cân. Này này, cần điều lòi mắt ra. cậu nói thế nào? tôi là tôi bán hàng uy tín nhất cái chợ này đấy. uy, viên trả tín cái nỗi gì? nhìn lại cái cân của bà cái đi. hiệp, cân tư này một cân thành bảy lạng à? cậu mua được thì mua, không mua được thì dẹp qua cho người khác mua. ngày nào cũng qua ám quẻ. bà bán thịt như chẳng thể chịu nổi cái thái độ, lời nói và hành động của gã nữa. bà sừng cô lên mà gắt gỏng gã điển nào có chịu thua hắn hung hung hồ hồ bước xuống con xe máy cả tàng nào nào như nào bà muốn ăn thằng này à Hay muốn xẻ thịt tôi như mấy miếng thịt lợn của bà nào vào đây vào mà ăn ông mày chấp này nhá đừng có động vào con này con này nhịn để tao nhịn chứ để bà mày mà điên lên thì chẳng ăn bố con thằng nào đâu hai kẻ tự xưng là ông này bà nọ cãi nhau như chém trả tiếng chửi bới gào thét muốn ăn thua đủ với nhau nhưng tuyệt nhiên không bên nào tiến tới dẫu cho bên ngoài người người qua lại tấp nập chẳng thèm ngăn cản họa chăng họ chỉ đứng lại đôi chút hay đánh mắt liếc nhìn xem như một vở hài kịch một gánh xiếc đang biểu diễn mà thôi âm thanh huyên náo càng làm tăng sự ồn ã náo động của ngôi chợ huyện Mãi cho tới khi có mấy anh công an xã đi tuần ngang qua đó, thấy đám đông túm tụm mới ghé vào giải tán. Hai kẻ khi nãy còn hùng hổ trực ăn tươi nuốt sống nhau không bằng, thì giờ lại ngoan ngoãn như hai chú cún con. Bà bán thịt lại nền nã mời chào khách. Điển cúp đuôi leo lên xe đạp ga lẩn mất. Con xe cả tàng khuất bóng phía xa xa, chỉ để lại làn khói đen xì nhả ra từ cái ống bô thủng vẫn vang vọng tiếng bành bạch nhỏ dần đều. Điền hậm hực bước vào bếp, ném phịch bó rau xuống kệ, ngồi bệt ngay ra sàn mà tức tối. Mẹ, con mụ bán thịt chết bầm, láo thật, chửi rủa y hệt con mụ vợ ở nhà. Vừa lầm bẩm dứt câu, vợ gã từ ngoài vườn bước vào trong, tay cầm theo mấy quả hồng sim chín, miệng còn đang bỏm bẻm nhai. Cô ta béo múp míp chả khác bà bán thịt làm mấy. Cũng cái cổ cao ba ngấn, cái má béo phệ cả xuống. Mặt tròn, người tròn, chân ngắn tũn, nhìn như con lật đật. Không phải cái gắn mát con nhà giàu, bố làm to, nhà cửa rộng rãi, xe đẹp nhất vùng, lại độc mỗi cô con gái, thì chắc chẳng bao giờ gã đếm rẻ đến. Làm miếng cho ngọt giọng. Trước mặt gã lúc này là bộ vợ béo, cái thân hình đồ sộ sừng sững chắn tầm nhìn cái chân to như cái cột dẫm lên đôi dép tông khiến nó bẹp dí nhìn đến là tội tay chân lấm tấm những vết bẩn và nhựa cây mồm cũng lem nhem những hạt cát của thứ quả đang ăn thôi em ăn đi anh đi bắt con gà vào thịt chỗ này không mua được thịt lợn lại gà hôm qua mới gà nay lại gà chán thế chịu khó nốt hôm nay mai thử cái món khác. Gã lắc đầu đứng dậy, miệng còn lầm rầm. Ai đời, lại cứ đồ ăn thịt đồng loại bao giờ? Hoa ngố nguẩy ra vẻ nũng nịu trông phát khiếp lên được. Càng nghĩ điển càng chẳng hiểu nổi lý do tại sao, tại sao gã lại lựa chọn cả cuộc đời cắm đầu vào cái máng lợn này, cái máng lợn rát vàng. Vợ chồng gã đều đã ngoài 35, lấy nhau cũng ngót nghét 10 năm trời, nhưng chẳng có nổi một một con. Cũng khám xét đủ đường, thuốc thang Nam Bắc Đông Tây chẳng thiếu chỗ nào, nhưng vẫn không có kết quả. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng phải thôi. Đứng trước một thân hình đồ sộ những ngấn mỡ sóng sánh theo từng nhịp chuyển động như sóng biển ấy, thì chẳng có cảm xúc nào đủ mạnh mẽ để chiến thắng được cả. Chuyện chăn gối cũng thưa dần thưa dần, rồi gần như chẳng còn quan trọng với gã nữa. Hai vợ chồng chẳng làm lụng gì cả, chăn vài chục con gà cho đỡ bỏ phí cái vườn rộng mênh mông nhẫn là cây ăn quả. Thực ra thì thi thoảng, Điển chạy qua nhà bố vợ dẫn theo vài thanh niên đầu xanh đầu đỏ, vũ trang đầy đủ kéo đến chỗ mấy con nợ. Chỉ vài vụ như thế là gã lại rủng rỉnh tiền tiêu. Ngày nào cũng như ngày nào, hắn cũng đi chợ nấu cơm, rửa bát, đi chợ nấu cơm như một vòng tròn lặp đi lặp lại, chưa có hồi kết. Ở nhà gã chẳng dám ho he gì vợ, vì nhờ gia đình cô hắn mới có cuộc sống như ngày hôm nay. Một kẻ phụ thuộc chẳng dạy gì mà tự đạp đổ cái điểm tựa của mình cả. Thế nhưng ngoài đường, gã bạm trợn, ngổ ngáo, chẳng ngán kẻ nào. Nếu chiều nay không có người can ngăn, cộng thêm gã đang dính vào diện tình nghi của một vụ án thì gã đã hơn thua đủ với quân bộ ấy rồi. Trong mắt dân làng gã vốn là một kẻ tuy không có học thức nhưng biết trước biết sau, ăn nói lễ độ có chừng có mực. Nhưng kể từ khi lấy vợ, gã đã dần dần biến chất giống như trở thành một con người hoàn toàn khác từ trong ra ngoài. Bỗ bã, bụp chộp ăn nói sảng bậy, gương mặt thì ngày một dữ tợn. Bộ dâu quay nón lởm chậm, chẳng thêm cắt tỉa, càng tăng thêm vẻ dữ dặn vốn có. Từ một người được tôn trọng và yêu mến, cho thành kẻ bị soi mói, xỉ và chửi rủa nhiều nhất cái xóm này. Cũng chính vì vậy, gã chẳng may dính phải vụ án mạng đã nói như ở trên. Hôm ấy là đám cưới của con trai ông chủ tịch xã, một trong những đám cưới to nhất vùng. Mấy trăm mâm cỗ được bày ở ủy ban, gã cũng được mời tham dự vì cũng có chút anh em họ hàng dù rằng xa tít mù tắp bắn cả mấy loạt đại bác không tới. Hí hừng sắm bộ đồ lịch sự, quần là áo lượt đàng hoàng, gã bước vào hội trường với một tâm thế vui vẻ, gật gù chào gia đình chú rể. Sau khi thả phong bì vào hòm tiền mừng, gã đưa mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm một vị trí trống để ngồi xuống chung vui đang khá bối rối vì hầu hết các bàn đều đã kín người thì có một người nhà trai ra dẫn gã đến một bàn mới sắp ra gã ngồi xuống ghế lúc này mới để ý thấy rằng có khá nhiều ánh mắt soi mói ngườm ngườm gã thậm chí có cả những lời bàn ra tán vào về những việc xấu của gã điền vốn định chẳng để tâm nhưng quá đáng hơn nữa rằng cái mâm mà gã ngồi tuyệt nhiên chẳng ai đến ngồi cùng cả làm gã đợi cả nửa tiếng đồng hồ cũng chẳng được ăn tức mình gã đập mạnh tay xuống bàn rồi một mạch bước ra cổng gia đình chủ tịch xã thì mải mê tiếp rượu khách nên chẳng để ý thấy càng khiến gã hậm hực hơn vừa giả bước về nhà trên con đê dọc bờ sông điển vừa thầm chửi rủa những kẻ đã gieo tiếng ác cho gã đồn thổi những cái tin thất thiệt làm cho mọi người kỳ thị xa lánh gã cứu cứu với nghe loáng thoáng tiếng kêu cứu ở đâu đó gã giật mình nhìn quanh tìm vị trí phát ra âm thanh đó mới đầu chẳng thấy ai điển từng mình nghe nhầm đến lần thứ hai nghe thấy vẫn không có kết quả gã bắt đầu nghĩ ngợi lung tung nghĩ về những câu chuyện mà thiên hạ đồn thổi về việc ma quỷ trêu ghẹo người khi đi qua con đê này nhất là ngay bây giờ trời đang đứng bóng gã thì chỉ có một mình đầu óc đang để trên mây chân vẫn rảo bước bất ngờ gã dẫm phải một cái ổ gà thêm vài viên sỏi nhỏ làm chiếc dép trên chân trượt dài về phía trước điền ngã rũi rụi xuống đường tình cờ sau cú ngã gã nhìn thấy một cánh tay vẫy vẫy ở dưới mặt nước quơ loạn xạ cái đầu vừa ngoi lên được một tí lại chìm xuống có lẽ nào ma trêu không nhỉ hay người thật mà làm gì có ai giờ này còn ở đây mà để gặp nạn điền vẫn lầm nhầm tự hỏi bản thân nhưng chẳng biết vì máu anh hùng trong người nổi lên hay ma xuôi quỷ khiến thế nào gã lại lao như tên bắn xuống chỗ người kia đang chơi vơi giữa dòng nước quên luôn cả cái chân hãng còn đau sau cú ngã chỉ trong phút chốc gã đã túm được tóc cô gái đó và lôi lên khỏi mặt nước nhưng thay vì ngất lịm đi hay chí ít cũng thở gấp gáp hồn hển Người mà gã cứu lên chẳng tỏ ra chút gì gọi là mệt mỏi. Điển vừa kịp nhận ra đây là cô con gái ông hàng xóm nhà gã tên Thùy, thì thình linh, Thùy nhoẻn miệng cười, khiến gã giật mình. Buông tay khỏi ả, co chân lên đạp cô ta ra xa, vùng vẫy cố sức bơi và bò. Nhưng đâu kịp nữa, mái tóc cô ả cuốn chặt lấy chân gã tự bao giờ, nó giống như một bàn tay to lớn với sức mạnh phi thường chẳng buông tha cho gã, mặc cho gã đang cố hết sức chống cự trong tuyệt vọng. Trên bờ có ba bốn người đi đám cưới nhà ông chủ tịch về ngang qua, thấy có ai đang chơi với dưới sông thì hô hoán. Chỉ một lát sau, người ta đã bu đen bu đỏ cả một góc sông. Mấy thanh niên to khỏe kịp lao xuống cứu được Điển đang thoi thóp lên bờ cứu được Thùy đã ngất liệm từ bao giờ và vớt được cả bà Tụy, đúng hơn là cái xác trưng phành của bà ấy. Người phụ nữ đã mất tích được gần năm hôm nay mà người nhà chẳng tài nào tìm được dù đã dò hỏi và ra sức kiếm tìm suốt từ đó cho tới nay. Cái xác chỗ tím tái, chỗ trắng bệch, con mắt lòi cả ra ngoài. Một bên còn lủng lẳng tưởng chừng sắp rơi mất trong hốc mắt đã lúc nhúc những giỏi bọ trông thật đáng sợ công an xã công an huyện nhanh chóng có mặt cùng với pháp y tới phong tỏa hiện trường và tiến hành thu thập thêm các dữ liệu về vụ án điển và thùy sau khi được sơ cứu thì được đưa đến bệnh viện huyện cách đó không xa để theo dõi tiếp có người của cơ quan chức năng theo sát vì hai người họ liên quan trực tiếp tới vụ án này người nhà của họ cũng được báo tin để tới chăm sóc, nhưng mọi hoạt động đều được giám sát nghiêm ngặt. Tuy nhiên sau cuộc điều tra và khám nghiệm tử thi, công an chẳng tìm ra dấu hiệu bị sát hại của nạn nhân nên cho rằng đó là một vụ đuối nước thông thường, bàn giao thi thể về cho gia đình bị nạn an táng. Đó là lý do điển bị đặt và diện được đẻ mắt đặc biệt gã cũng biết điều đó và cẩn trọng hơn trong cách cư xử và từng lời nói cũng như hành động của bản thân ấy thế nhưng gã chẳng còn nhớ tới nụ cười ma mị trên môi của thủy lúc đó tuyệt nhiên gã cũng không nhận ra chính bản thân gã cũng đang có những biến đổi cực kỳ to lớn gã bước ra vườn đàn gà thấy người thì nháo nhác bỏ chạy mép gã nở một nụ cười tà mà bản thân cũng chẳng nhận ra gã vớ ngay cành cây nằm chỏng chơ dưới nền đất lư lư từng bước một miệng gã bắt đầu phát ra những âm thanh dọa nạt mấy con gà càng thêm phần sợ hãi toán loạn chạy đạp cả vào nhau chúng cũng như con người vậy sẵn sàng dẫm đạp lên chính đồng loại để đạt được mục đích hay bảo vệ tính mạng của bản thân <laughs> để xem chúng mày chạy đi đâu chạy đi đâu Gã như một con thú lao vào đám hỗn loạn trước mặt, tay vẫn vững cành cây thổ thế, một con gà trống đạp đất nhảy lên, hai cánh đập phành phạch vào nhau. Cánh tay điển vung cao lên, cành cây đập mạnh vào đầu con gà, khiến nó rơi thẳng xuống, loạn choạng rồi nằm thụp ngay đó, dãy dãy cái chân, mỏ chảy máu. Lại một nụ cười tà trên mép, gã ném cành cây túm lấy chân con gà xách vào trong rút trong kệ ra một con dao sắc, thêm một cái bát nhỏ, gã giật chút ít lông cổ của con gà, rồi cứ một đường sâu hoắm. Máu từ đó chảy ra đỏ lòm, một hai tia máu phụt ra dính lên mặt gã. Chẳng thèm lau, gã vẫn dí cổ con gà xuống sát cái bát, tay còn lại túm chặt chân nó, dẫu biết rằng nó đã chết từ nãy, chẳng thể dãy ruộng được nữa rồi. Trong vô thức, gã lè cái lưỡi ra, khẽ liếm chút máu dính trên mép, rồi nở một nụ cười tận hưởng. Chẳng hiểu sao, nhìn cái bát tiết gà đỏ lòm lòm, đang còn bốc hơi nóng, gã lại cảm thấy nó có một sức hấp dẫn tới kỳ lạ đến như vậy. Cơn thèm thuồng đang dâng lên trong người gã, may mắn rằng lý trí đã kịp ngăn lại. Gã vặt lông và làm thịt con gà sạch sẽ nhất có thể, rồi bắt lên bếp luộc. Vợ gã đã nằm dài trên ghế xem tivi từ khi nào, trên tay vẫn cầm miếng hồng đang cắn dở, mắt lưu diêu ngủ gật. Nhiều lúc nhìn cứ tưởng cô ta chỉ là một đứa trẻ, chỉ là hơi to xác hơn bình thường mà thôi. Trời đã nhá nhem, vài tiếng chim vạc tít tận mây xanh khiến lòng người nao nao. Hoa ơi, dậy ăn cơm nào. Điển bước lên nhà nhưng đã mắt mãi chẳng tìm thấy vợ đâu gã lại lớn giọng hoa hoa đâu rồi có cơm nước gì không thì bảo đây hai câu nói với hai thái cực cảm xúc khác nhau giọng điệu và thái độ cũng hoàn toàn khác bên ngoài có tiếng chửi bới cái con béo này mày mù à đâm sầm vào xe bà bà thì bà tát cho vỡ cái mặt mẹt của mày ra bây giờ tôi tôi xin lỗi xin lỗi Xin lỗi cái sư bố nhà mày Mày có lo mà đền cho bà Không thể liệu cái thần hồn Một bên chửi bới sừng sổ Một bên yếu thế xin sỏ đủ đường Cứ thế mà oang oang mãi chẳng dứt Bà cô kia tiến đến nắm đầu hoa Rồi cứ thế mà đánh Mà giật tóc Mà mắng nhiếc Như chẳng thể chịu đựng nổi nữa Hoa cũng vùng lên Hai cái thân hình mập mạp hùng hục quấn vào nhau Trông thật buồn cười nhát trông tựa như hai con lật đật cứ nghiêng qua nghiêng lại rồi lại đứng thẳng lên sừng sững bốn bàn tay múp rụp nắm lấy mớ tóc dài đen láy trên đầu đối phương mà giật mà lôi kéo hai bộ ngực đồ sộ nảy tưng tưng lên theo từng nhịp thở từng bước di chuyển hai cặp mông chẳng kém cạnh lúc lắc ngoe nguẩy lúc ngã thụp xuống đất khi lại lật bật tưng tưng những tường cuộc chiến cứ thế diễn ra trước ánh nhìn của mấy kẻ hóng hớt đang dương mắt ếch ra mà xăm soi, mà bàn tán, mà bình phẩm. Thì từ trong nhà, Điển chạy thuỳnh thuịch ra bên ngoài, vừa chạy vừa chửi. Mẹ cha chúng mày, thằng nào con nào đúc đến vợ tao, tao giết. Tay gã cầm con dao khi nãy cắt tiết gà còn chưa rửa, máu đông lại đỏ sập. Vừa ra tới cổng, thấy cảnh bà cô kia đang túm lấy đầu vợ mình mà tát gã như điên như giải xông tới hàng xóm thấy vậy hô hoán lên kêu cứu mày chết với ông chết với ông ôi dồi ôi làng nước ơi giết người giết người kia cơ man là người theo tiếng gào thét mà chạy ra may mắn có hai thanh niên cao lớn nhanh chân khỏe tay túm lấy điện giật phăng con dao trong tay gã ném ra xa còn mũ bắn thịt Lại là mày Lại là mày Tránh ra Tao phải cho nó một trận Tránh ra Mỗi câu hét Mỗi lần chửi rủa Gã lại dồn hết sức bình sinh Gạt tay hai kẻ đang túm chặt lấy mình Vùng văng hồng thoát khỏi kìm kẹp Chẳng biết sức lực ở đâu Khiến gã có thể hất văng Bốn cánh tay to khỏe kia Giờ còn tiện cho người bên trái Một cái cùi trỏ ngang mặt Người bên phải một cái đẩy toàn lực khiến người thì tuyết cả máu mồm, kẻ thì lăn lông lốc ra đường. Bà cô bán thịt từ lúc điển sông từ nhà ra đã sợ hãi lắm, toan chảy cho mau, thì bị hoa nắm lấy tóc giật lại tát túi bụi. Cô mắm môi mắm lợi mà vả, mà tát, mà đập, trả lại hết cho bộ những gì mụ đã làm với cô, cho tới khi cả hai đối sức ngồi thụp xuống đất. Vừa kịp đặt đít xuống đất, Bà cô đã trông thấy điển đẩy bay hai kẻ cản đường, hùng hục lao đến như con hổ đói săn mồi. Ấy thiệt lạ, dù cho đang mệt bỏ cả hơi tai, kèm theo mấy vết tay còn in hẳn trên da thịt, bà ta vẫn lấy hết sức bình sinh, ba chân bốn cẳng chạy, vừa chạy mồm còn vừa hét toáng cả lên. Ôi trời ơi, cứu tôi với, giết người, giết người, vợ chồng thằng điên nó giết tôi, cứu tôi mấy bà hàng xóm đứng đó bụng miệng cười hả dạ lắm nhìn hành động thái độ cũng như lời ăn tiếng nói của mụ ta là chẳng ai ưa nổi rồi nhưng đều ngán con mụ bặm trợn này không muốn dính dáng đến mụ nên tuyệt nhiên chẳng ai dám can ngăn giờ lại trông thấy cái dáng vẻ đó của mụ thì hả lòng hả dạ biết bao nhiêu cái thân hình béo phì kia chỉ chạy được ít nhiều thì đuối sức đầu óc thì vẫn muốn gắng sức mà chạy thoát thân nhưng chân tay thì chẳng nghe lời nữa chân trái đá chân phải mũ ngã cắm mặt nhao người về phía trước mặt úp vào nền bê tông xước sát hết cả máu mè be bét nhìn cũng tội một nhóm thanh niên nữa chưa rõ sự việc nhưng cứ chia làm hai phía một đỡ bà cô bán thịt dậy một nhào tới ngăn cản điển ngăn con thú hoang phát tiết đến cực đại Thôi anh, bỏ đi, thà cho nó đi. Không chỉ điển mà tất cả mọi người quay lại nhìn về phía âm thanh ấy phát ra. Chẳng ai nghĩ rằng, nói một cách văn vẻ, thì Hoa là người châm ngòi cho cuộc chiến, nhưng lại chính là người dập tắt nó. Chỉ một câu nói của cô, điển như điềm tĩnh lại hẳn, gã thả lòng người, quay đầu bước về phía người vợ đang ngồi trên nền đường, đỡ cô vào trong nhà sức ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Chẳng ai nói với ai câu gì, cũng chẳng ai dám ý kiến gì. Đám đông dần dần, dần dần giải tán. Chỉ còn mỗi bà cô kia còn đứng mãi ở đó, suýt xoa mấy vết xước trên mặt, lững thững tiến về con xe máy đổ trồng vó ở góc đường. Thứ nước gì đó đen đen từ trong máy chảy đầy đất. Mấy miếng thịt ôi lộ hẳn ra ngoài, đang bắt đầu bốc mùi thum thủm lê cái thân thể mệt mỏi dựng đứng cái xe nát lên thu gom mọi thứ về lại vị trí cũ bà cô bán thịt gồng mình đạp cái cần đạp mãi mà chẳng nổ được máy xe như càng thêm tức giận mụ gầm gào sư mày nữa đến mày cũng phản tao trên bức tường bao cao chừng 2 mét, hai bàn tay nhỏ nhắn đang bám chặt. Tiếp theo đó một cái đầu từ từ, từ từ nhô lên, lộ ra hai con mắt sắc lạnh, dõi theo hình bóng mập mạp kia, khuất dần sau con đường làng cong queo. Cái đầu đen cùng mái tóc dài miên man kia cũng biến mất tâm. Bữa cơm gia đình hôm ấy im lặng đến kỳ lạ. Điền chẳng thấy hoa vợ gã nói gì cả. Cô cứ cặm cụi gấp từng hạt, từng hạt cơm bỏ vào miệng, nhài chậm rãi từ tốn, khác hẳn với phong cách hàng ngày cô thường giống như một con hổ đói mỗi khi nhập mâm, gấp lấy gấp để, ngửa cổ tu cạn bát canh hay hai tay hai cái đùi gà mà ngấu nghiến mà nhồm nhoàm. Cô yểu điệu như một thục nữ, hơn nữa lại chỉ ăn có nửa bát cơm trắng, chẳng đả động đến thịt thà gì cả. Cô đứng lên bước ra ngoài trước ánh mắt ngạc nhiên đến cực độ của điển Gã toan nói gì nhưng lại thôi, cắm đầu và liên tục những hạt cơm và cái miệng rộng của mình. Trời đã tối hẳn, hoa không lên giường ngáy khò khò như mọi khi, mà cô lững thững bước quanh sân. Bước chân nặng nề, gồng gánh cái cơ thể to ịch di chuyển nhanh dần đều. Từ bước chuyển sang đi nhanh, rồi chuyển hẳn sang chạy. Mỗi bước chạy của cô là những tiếng huỳnh huỳnh cứ vang lên. Ngấn mỡ trên cơ thể rung lắc theo từng nhịp chân, mồ hôi mồ kê nhễ nhại độ gần 15 phút cô mệt mỏi chậm dần chậm dần rồi dừng hẳn chân còn chẳng đủ sức đứng vững nữa lảo đảo ngồi bệt lên hẻ điền thế thế rót vội cho cô một cốc nước đầy em uống đi sau này là chưa kịp nói hết câu vợ gã đã túm luôn lấy cốc nước ngửa cổ làm một hơi cạn sạch cho xin cốc nữa ờ à, ờ à. Đợi chút. Lời nói của vợ như một mệnh lệnh làm gã một mực nghe theo. Ngoài trời bắt đầu có rông, gió lốc đu đưa những tán cây làm lá bay xào xạc. Chi muông đang say giấc thì nháo nhác tìm chỗ ẩn nấp. Mấy con chó trong làng sủa lên inh ỏi. Tiếng sủa cứ kéo dài, kéo dài, kèm theo vài tiếng hú nghe nổi cả da gà. Sấm đi đùng, chớp giật liên hồi, Thấp thoáng trên những ngọn cây có một thứ gì đó lướt qua, trông giống như một con người, nhưng lại chẳng phải là con người. Sau một tiếng sét lớn thì gió bắt đầu lặng dần, sấm chớp cũng thưa thớt, rồi ngắt hẳn, tuyệt nhiên chẳng có nổi lấy một giọt mưa. Không khí trở nên oi bức lạ thường. Ở một góc chợ nơi có cây gạo cao vút, lồng lẳng trên cành cây là một cái xác to béo, mặt mày bê bết máu, còn lộ rõ vẻ sợ hãi tột độ trước khi chẳng còn sợ hãi được nữa chân tay buông thõng cổ mắc vào một cái dây thòng lọng sợi dây đang thít chặt khiến cái cổ bị bóp nghẹt lại và có cảm giác nó dài hơn bình thường rất nhiều do trọng lượng sức nặng của cái cơ thể đồ sộ kia kéo xuống trong đêm đen gió đẩy cái xác lắc lư lắc lư âm thanh sợi dây cọ sát vào cành cây cái xương cổ kêu lên răng rắc. Vài tia chớp soi dọi lập lè ẩn hiện cái mặt trắng kia với đôi mắt đỏ lòm, dỉ máu. Nếu chẳng may đi ngang qua đó lúc này mà trông thấy, nghe thấy, cảm nhận thấy, chắc sẽ chết ngất đi vì sợ mất. Từ sáng sớm, vài người tiểu thương đã tranh thủ đi lấy hàng cho kịp buổi chợ sớm. Tiếng xe máy, tiếng gọi nhau ý ới huyên náo khắp nơi bóng tối vẫn còn bao trùm lấy ngôi làng nhỏ chẳng ai mảy may tới cái xác nằm cao tít trên ngọn cây dung cùng mẹ cũng hòa theo bầu không khí nhộn nhịp ấy mẹ cô có sạp hàng cá ở chợ nên hầu như hôm nào cô cũng ra dọn dẹp chuẩn bị sẵn sạp mẹ cô đi nhập cá về là sẵn sàng bày bán cô đang bê cái thau sắt được hàn chắc chắn nặng trĩu cả vai dáng đi cũng siêu vẹo theo sức nặng của nó. Bỗng một âm thanh nghe như thứ gì đó nặng lắm mới rơi xuống đất bánh bịch. Một thứ chất lỏng nhơn nhớt bắn cả vào mặt và chán cô làm cô càng lảo đảo hơn. Thứ đó chảy vào khóe mắt khiến cô chẳng nhìn thấy gì nữa bèn từ từ hạ cái thau kia xuống vuốt mặt. Cái gì thế này? Một chất lỏng nhầy nhụa, đen đen lại bốc mùi tanh tuổi khó chịu sộc thẳng vào mũi cô. Theo phản xạ tự nhiên, cô đảo mắt ra xung quanh tìm kiếm nguyên nhân. Khi ánh mắt lia qua lia lại một hồi, nó giỏi trúng phải cái xác chết nằm dưới gốc cây thì khỏi nói cũng tưởng tượng được sự sợ hãi của Dung. Cô chạy thục mạng, vừa chạy vừa ú ớ chẳng thành tiếng. Nhìn thấy một cặp vợ chồng đang dọn đồ phía trước, Cô bấu víu vào họ, muốn nói, muốn kể, muốn kêu cứu nhưng chẳng thành tiếng. Cô cứ cứng hết cả cổ họng lại, miệng há hốc, hồn hèn thở. Tay hết quơ quơ lại chỉ về phía cây gạo. Hai vợ chồng thấy lạ, dừng công việc lại đi theo. Dưới ánh đèn pin, họ trông thấy cái xác chết thì cũng chẳng khá khẩm hơn dung là mấy, chỉ có điều vẫn có thể hô hoán lên chứ chẳng cứng họng như cô bé kia. Ôi dồi ôi, giết người, giết người, có, có người chết, chết người rồi bà con ơi, cứu, à, ai cứu với? Làng nước ơi, cứu với! Tiếng hô hoán thất thanh khiến hầu hết các tiểu thương trong chợ và các gia đình quanh đó tập trung kín quanh cái gốc cây. Cảnh tượng đáng sợ trước mắt chẳng làm nản lòng những kẻ tò mò, biết bao câu chuyện được vẽ lên từ cái xác treo cổ đó khi công an huyện tới thì họ mới chịu dẹp hết sang một bên nhường đường. Cả ngày hôm ấy khu chợ vẫn huyên náo như mọi ngày, nhưng thêm vào đó là sự sợ hãi, sự hoảng hốt đang len lỏi vào tâm trí của người dân qua những lời kể có phần thêm mắm dặm muối. Dung đã về đến nhà, khác với những người tới sau, cô là người đầu tiên phát hiện cái xác, thậm chí còn dính cả thứ dịch nhầy tẩm lợm của cái xác ấy cũng là người đã báo lại câu chuyện đó với lực lượng chức năng chắc có lẽ vì thế mà đầu óc cô chẳng tài nào quên được cái thân ảnh to béo cái đầu dập nát do rơi từ trên cao xuống cái cổ dài ngoằng lệch hẳn sang một bên cái xương gãy gập thòi lòi cả ra ngoài năm nay đã là năm cuối cấp mỗi tiết học mỗi phép tính mỗi kiến thức dù lớn dù nhỏ đều ảnh hưởng lớn đến kỳ thi tốt nghiệp và đại học sắp tới. Nhưng suốt cả buổi học cô chẳng tài nào tập trung, cứ lơ ngơ như kẻ mất hồn. Mà như gì nữa, linh hồn cô bé lúc này thực chất đã chẳng còn trong cái thân thể nhỏ nhắn này nữa rồi. Quay trở lại với cái xác chết, người ta nhận định rằng đó là xác của bà Thủy, bà cô bán thịt ở chợ này. Cũng là người hôm qua đã gây hấn và có xảy ra mâu thuẫn với vợ chồng điện cũng chẳng tốn nhiều thời gian với những biện pháp nghiệp vụ cùng vô số những vết thâm tím trên cơ thể nạn nhân, minh chứng cho dấu vết chịu tác động ngoại lực, thì mọi dấu hiệu khả nghi dồn hết về vợ chồng gã. Cái xóm này cũng chẳng rộng lớn gì, nên tin về cái xác của bà Thủy được phát hiện sớm đã chuyển đến tai vợ chồng. Hoa thì coi như chẳng biết, vẫn thản nhiên đi bộ quanh sân như tối hôm qua, có vẻ lần này quyết tâm giảm cân của cô lớn lắm thì phải. Chỉ có điển là đứng ngồi không yên. Gã hình như không lo lắng vì cái chết đó có liên quan đến mình và vì một thứ gì khác nữa thì đúng hơn. Lại một tin thất thiệt nữa đến tai hai vợ chồng. Tiếng xe cứu thương réo inh ỏi ngoài đầu làng. Âm thanh gào khóc phát ra từ bên hàng xóm người ta đưa xe đến nhưng nhận thấy không còn khả năng cứu chữa nên từ chối đưa đến viện thùy cô con gái nhà hàng xóm người được cứu sống cùng với điển hôm đó vừa mới mất ngày hôm qua cô bé còn sinh hoạt bình thường ấy thế mà sáng nay khi mẹ cô gọi mãi chẳng dậy bà vào tận giường lay gọi thì thấy thân thể cô bé lạnh ngắt tím tái đã tắt thở từ bao giờ gã đi đi lại lại suy tới nghĩ lui đủ kiểu nhưng vẫn chỉ biết thở dài nửa muốn chạy qua xem bên kia bức tường gạch cao hơn 2 mét có sự gì mà còn giúp đỡ cô vào trong phòng thay vội bộ quần áo rồi toan lao ra cổng sang bên nhà Thùy nhưng ngay lập tức bị chồng ngăn lại khoan đã giờ cô sang cũng không giúp được gì đâu ở nhà đi lát có việc cần đấy hoa giật mình liếc sang nhìn chồng thì bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Điển đang nhìn cô. Thấy cô quay qua nhìn mình, gã mới cất ánh mắt đó đi và dịu giọng xuống. Tin tôi, ở nhà đi. Nhưng mà nhà họ gặp chuyện, hàng xóm lăng giềng với nhau, mình đến qua giúp mới phải. Điển không đáp lại, gã chỉ lắc đầu. Một thứ linh cảm nào đó nhắc nhở với gã rằng điều gã cần làm là ở nhà và chờ đợi những chuyện tiếp theo kéo đến. Quả thực là gã đã không sai. Ngoài cổng, tiếng bước chân rồn rập, tiếng xe cộ rầm rầm tiến vào ngõ. Một con xe bốn bánh đỗ ngay trước cổng nhà hắn. Chào anh, chào chị. Theo thông tin trình báo thì ngày hôm qua, anh chỉ có xảy ra mâu thuẫn với cô Lê Thị Thủy. Nạn nhân sáng nay được phát hiện đã tử vong ở gốc cây gạo cuối chợ nay chúng tôi có lệnh triệu tập vợ chồng anh chị lên cơ quan để tiến hành điều tra làm rõ sự việc. Mời chị theo chúng tôi. Vâng, các anh chờ cho một chút. Điền cúi đầu xin phép rồi vào trong phòng gọi hoa. Cô ta đã nghe ngóng hết từng câu từng chữ, cũng dần dần nắm được vấn đề. Lôi trong học tủ ra một cái ba lô khá lớn, chuẩn bị quần áo giày dép cho cả hai vợ chồng sẵn sàng theo lệnh triệu tập lên huyện. Cả hai bước ra trước ánh mắt ngơ ngác của mấy anh công an. Chúng tôi chỉ mới triệu tập, phục vụ điều tra thôi. Anh chị không cần chuẩn bị nhiều như vậy đâu. Nếu còn thiết thì chúng tôi sẽ cử người đưa anh chị về chuẩn bị sau. Thôi, cũng một rồi. Mấy chị đi theo chúng tôi. Vâng. Vẫn là một cái cúi đầu lễ phép. Chẳng còn thái độ hung hăng, hùng hổ, bỗ bã như dạo gần đây. Điền lại ngoan ngoãn, lễ phép như một đứa trẻ tiếng khóa cửa lạch cạch, tiếng bước chân đều đều, tiếng đế giày gõ côm cốp lên nền gạch. Đoàn cán bộ dẫn theo hai vợ chồng gã ra xe. Bên ngoài cổng, chẳng biết từ đâu, từ khi nào mà tin tức gia đình điển bị cơ quan chức năng triệu tập đã lan truyền tới tai dân làng quanh đây. Bao nhiêu người, bấy nhiêu cặp mắt đang láo lên soi xét, bàn tán đổ chuyện xung quanh vấn đề nóng hổi này thêm mắm giảm muối, theo dệt câu chuyện, tưởng tượng ra như chính họ trông thấy tận mắt vậy. Đáng sợ. Lần thứ hai, ngồi ở căn phòng thẩm vấn tại trụ sở công an huyện. Cho dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng Điền vẫn cảm thấy có chút gì đó sợ sệt. ấy thế nhưng lần này, người bước vào làm việc với gã lại có chút gì đó khang khác ngữ khí. Hành động của người đó cũng không có vẻ căng thẳng như lần trước gã phải đối diện. Sau màn chào hỏi đơn giản, cuộc đối thoại bắt đầu. Anh biết bà Thủy chứ? Dạ biết. Quan hệ giữa hai người như thế nào? Dạ không thân thuộc gì, nhưng chắc các anh cũng biết. Chiều hôm qua chúng tôi có xích mích, nên mấy triệu tập chúng tôi qua đây phải không? Người công an gật gù đưa ra trước mặt điển mấy tấm hình nạn nhân. Đáng sợ thì ít mà đáng thương thì nhiều. Theo khám nghiệm thì bà ta chết khoảng tối từ đêm ngày hôm qua. Và có khá nhiều người trông thấy anh và nạn nhân đã xảy ra cãi vã to tiếng. Thậm chí anh còn cầm dao dọa chém bà ta. Cho nên anh chính là tình nghi số một của vụ án mạng này. Vâng, tôi hiểu. Chiều và tối hôm qua anh đã làm gì và ở đâu? Có ai làm chứng không? Dạ, thưa cán bộ. Hôm qua sau khi cãi nhau với bà ta, thì chúng tôi cơm nước rồi sinh hoạt như bình thường và luôn ở nhà chứ không ra ngoài đường. Trong nhà cũng không có ai khác nên chỉ có vợ chồng tôi làm chứng cho nhau thôi. Như vậy không được tính rằng có chứng cứ ngoại phạm. Anh kể lại chi tiết vụ việc ngày hôm qua cho chúng tôi. Cuộc tra hỏi diễn ra khá lâu. Điển từng thuật lại câu chuyện và trả lời vô số câu hỏi. Mãi sau khi Hoa được đưa ra bên ngoài thì cũng là lúc anh được cho ra về. Anh và vợ có thể về, nhưng trong thời gian điều tra Đề nghị vợ chồng anh không rời khỏi địa bàn cư trú Vâng Tôi biết rồi Tôi xin phép Vâng Chào anh Điền lại gần vợ Hai người chỉ lặng nhìn nhau chẳng nói gì Đang toan ra về Bỗng một cánh tay đặt lên vai gã Điền Lâu có rồi không gặp Ờ Anh là ai vậy ạ à? Một người đàn ông mặc đồng phục công an Đang đứng bên cạnh gã tươi cười đáp lời Tao Bình Bình hai đây Nhớ tao chứ À Ô Thằng Bình Là mày thật à Mày đi đâu mà bao nhiêu lâu nay Biệt tăng biệt tích thế Ôi Chuyện dài lắm Cũng tới giờ nghỉ rồi Mày ra ngoài quán nước đợi tao một chút Rồi anh em ta tâm sự Thôi Nước nôi gì Qua nhà tao đi Ờ à, Tôi cũng được theo mày về đi Lát tao qua Mà vợ chồng mày vướng vào vụ này căng đấy Cứ thế nhá Lát nói tiếp Hoa hơi ngạc nhiên về người bạn cổ điển, vì chính anh ta là người vừa thẩm vấn cô khi nãy, nhưng nhanh chóng gạt sang một bên mà lễ độ cúi chào rồi giả bước ra về cùng chồng. Bình nhìn theo bóng lưng hai người, ánh mắt anh có chút gì đó lo lắng. Tối hôm ấy, hai người bạn cũ Hàn Huyên tâm sự mãi tới nửa đêm, kể lể về cuộc sống, về gia đình, về mọi vấn đề có thể nói. Ngày xưa ấy, họ từng rất thân thiết, học chung lớp nhà lại gần nhau nên dính với nhau như Sam. Biết bao kỷ niệm ùa về như mới hôm qua. Nhìn lại bản thân đã đứng tuổi, tóc đã đôi ba sợi bạc, gia đình đã đề huề Mà ngày đó, gia đình mày gặp chuyện gì mà lại chuyển đi biệt tích khỏi làng vậy? Sau câu hỏi của Điển, Bình không trả lời, anh nhâm nhi ly trả đặc, miệng rít một hơi thuốc dài, nhìn ra khoảng sân rộng, mờ mờ ánh đèn trong nhà dọi đến. Chuyện dài lắm, đến lúc thích hợp tao sẽ kể cho mày nghe. Mục đích chính mà hôm nay tao đến tìm mày, ngoài việc ôn lại kỷ niệm, tao còn muốn hỏi mày với tư cách một người bạn, một người anh em sương máu. Mày nói đi, tự nhiên sao ra vẻ nghiêm trọng thế? Mày có biết gì về cái chết của cô Thùy, người mà được cứu sống cùng hôm với mày ở bờ sông không? À, tao, Tàu. Điển ngập ngừng trước câu hỏi của thằng bạn thân. Quả thực gã luôn có một cảm giác gì đó rất khác lạ kể từ ngày hôm đó. Giống như gã đã quên mất thứ gì đó quan trọng lắm thì phải. Gã chẳng tè nào nhớ ra phần ký ức ấy. Bình nhìn thẳng mắt gã, rồi khi bắt gặp ánh mắt dò xét của gã nhìn mình, thì cậu càng thêm chắc chắn suy đoán của bản thân. Dung Dung ơi, dậy đi con. Đi học đi kẻo muộn. Vâng. Đánh răng rửa mặt đi, rồi ra ăn sáng. Nhanh nhanh cái chân lên, còn gái con lứa, ngủ mê ngủ mệt chả buồn dậy. Vâng. Ơ cái con này. Mấy hôm nay bà Minh thấy con gái mình có nhiều điều lạ lẫm lắm. Nó khác hẳn với nó của mấy ngày trước. Ít nói, ít cười, ít giao tiếp với mọi người hơn bài vở nó cũng chẳng thèm làm. Cứ về tới nhà là chui tọt vào phòng khóa trái cửa. Có hôm nửa đêm, bà còn nghe thấy tiếng cười khanh khách của con gái phát ra từ trong phòng. Thêm với mấy âm thanh kỳ lạ khác nữa, khiến bà phải gõ cửa nhắc nhở con ngủ sớm. Ngay lập tức, những âm thanh đó biến mất như chưa có gì xảy ra. Nhìn bát mì gạo thơm ngon mẹ nấu trên bàn nhưng Dung lại chẳng có cảm giác gì cả. Mặc kệ bà Minh có lớn tiếng ép buộc hay nài nỉ, thì nó vẫn chẳng đoái hoài. Bà Minh toàn túm cổ nó lại, dư mắng cho một trận, nhưng lại thấy thương con nên thôi. Nhớ cầm theo ô, trời sắp mưa rồi đấy con. Vâng. Vẫn là một câu vâng vô cảm, vâng cho có lệ của Dung. Cô nhảy lên con xe đạp mà lao ra đường, cũng chẳng thèm cầm theo ô như lời mẹ nói đã gần bảy giờ sáng nhưng trời vẫn tối đen âm u vì mây rông đang tụ lại chớp giật liên hồi sấm rền vang như báo hiệu điều chẳng lành sắp xảy tới trời bắt đầu đổ mưa dung ơi dung đợi tớ một chút ân bạn cùng lớp với dung tay cậu cầm theo một chiếc ô màu xanh nhạt đạp xe phía sau nhìn thấy cô thì hùng hục đạp theo sức trai trẻ lại gắng sức mà đạp, nhưng mãi vẫn không đuổi kịp cô bé mảnh khảnh lao đi như gió phía trước. Thấy người bạn mình đạp xe trong mưa lại chẳng có áo mưa hay ô dù gì cả, máu anh hùng rơm nổi lên. Trong đầu cậu đã mường tượng ra cảnh mà bản thân nhường ô cho Dung và cô ấy sẽ ngại ngùng đón nhận như thế nào. Rồi cảnh hai đứa cùng nhau che một chiếc ô nhỏ, đồng hành trên quãng đường tới trường nhưng ngay khi những hình ảnh ấy còn chưa kịp có cơ hội diễn ra chỉ một thoáng mất tập trung ân giật mình chẳng thấy cô bạn gái xinh xắn đâu cậu đảo mắt nháo nhác tìm kiếm xung quanh từ đằng xa nơi con đường đất dẫn ra cánh đồng rộng mênh mông bóng dáng dùng ướt sũng trong cơn mưa rào nặng hạt đập vào mắt cậu trai trẻ cô bé đã vứt bỏ chiếc xe đạp bên vẻ đường từ lúc nào lững thững bước tới ngôi nhà bỏ hoang giữa cánh đồng nơi có bóng cây gạo to ủych sừng sững cạnh bên nơi dân làng thường nghỉ ngơi mỗi lần ra đồng giữa những ngày trời hanh khô nóng bức và là nơi gắn liền với những câu chuyện nửa thật nửa ngờ ân cũng chẳng quan tâm đến buổi học nữa cậu như bị thu hút bởi một thứ gì đó cộng thêm sự thôi thúc từ trái tim và tâm trí ân cắm đầu cắm cổ đạp xe về phía ấy khi cậu vừa dựng chiếc xe ở ngoài, chạy vào trong căn nhà, cái ô trên tay còn chưa kịp cộp lại thì đã dùng mình nhìn thấy Dung đánh đu trên xà nhà. Chẳng biết bằng cách kỳ bí nào đó mà cô bé có thể nhảy lên đó được trong khi chẳng có bất kỳ thứ gì để trèo hay đứng lên cả. Cái xà cũng cao độ gần 3 mét chứ chẳng vừa mà sức của Dung thì chẳng thể nào. Ân bắt đầu sợ, cậu gọi cô bạn Dung, Dung ơi Dung Cậu, cậu đã làm cái gì vậy Dung ơi, đừng Một tiếng sấm lớn rền vang Át đi mọi âm thanh Tia sét len lỏi qua tầng mây Ghim thẳng xuống mái ngôi nhà hoang Một tiếng gào thét xé tỏa không gian Nó hòa cùng với tiếng sấm Tạo nên một âm thanh ghê rợn Làm hoang mang cả một vùng Bình bừng tỉnh sau cơn say Cậu lao vội ra ngoài mắt nhắm mắt mở, hình như có một cái bóng đen lướt qua, xô ngược cậu vào trong. Hai lực đối chiều tác động với nhau khá mạnh, khiến Bình bật ngửa ra sàn ôm ngực. Anh Bình, tỉnh lại đi anh, anh sao vậy? Trước mặt cậu, một thân hình to lớn đang ghé sát lại, một tay đặt lên ngực cậu vỗ vỗ. Tôi, tôi không sao. Né qua người của Hoa, Bình còn hơi loạn choạng bước tiếp ra sân. Nhìn lên bầu trời đang kéo mây đen vần vũ, che kín ánh mặt trời. Vài dòng suy nghĩ đi qua trong đầu cậu. Một hơi thở dài lắc đầu, cậu sực nhớ ra điều gì đó, đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Ánh mắt đang đầm chiều suy nghĩ, gương mặt nghiêm nghị đến lạ thì bỗng giãn ra. Ngoài cổng, thằng bạn thân của cậu trên tay cầm theo nắm lá tía tô tỏ bự À tỉnh rồi đó à Ờ à, mưa gió thế này Mày đi đâu sớm thế Dơ dơ nắm lá lên Điển đáp Cái này chứ sao giờ mặt đi rồi vào làm bắt cháu tía tô chở ấm bụng Anh công an yếu quá Mới đôi bà chải đã điệp đi rồi Bình cười trừ Xong từ chối khéo để xin phép ra về Nay còn phải tới cơ quan mà còn mấy vụ án nữa đang vào thời kỳ chạy đua với thời gian để nhanh chóng tìm ra hung thủ. Hơn nữa, linh tính mách bảo anh có điều gì đó không hay vừa tiếp tục xảy ra. Chẳng để vợ chồng điển kịp ngăn cản, cậu đã dảo bước nhanh dưới làn mưa mau ra về. Tiếng chuông điện thoại vang lên, làm bà Minh lật đật chạy lên từ bếp lên nhà trên. Vừa nhấc điện thoại lên, cũng là lúc Thêm một tia sét rạch ngang trời làm bà giật mình, suýt đánh rơi cái điện thoại xuống đất. Alo, alo, ai vậy ạ? À? Xin hỏi đấy có phải là số của phụ huynh em Dung không ạ? À? Dạ vâng, cô là? Vâng, chào chị, tôi là giáo viên chủ nhiệm của Dung. Hôm nay Dung bị bệnh hay sao mà không đi học vậy chị? Chúng tôi không nhận được đơn xin nghỉ học hay bất cứ cuộc gọi nào từ gia đình cả. Từ trước tới giờ. Dùng cũng chưa bao giờ nghỉ không phép như vậy Nên tôi muốn hỏi thăm gia đình Xem em ấy có chuyện gì Ánh mắt bà Minh chợt tối sầm Đôi lông mày nhíu lại Cái cảm giác lạnh sống lưng khi nãy Lại ùa về Bà mãi suy nghĩ quên mất trả lời Khiến người bên kia đầu dây tỏ ra khó chịu Alo Chị còn ở đó không Alo ờ, Dạ dạ tôi đây cô Con, con gái tôi nó, nó đi học từ sáng rồi mà cô Lạ thật, chúng tôi không thấy cháu tới trường. Liệu cháu có đi đâu đó mà gia đình không biết hay điều gì đó tương tự không chị? Bà Minh lúc này không còn giữ được bình tĩnh nữa. Sau khi chồng bà mất thì đứa con gái là động lực sống duy nhất còn lại của bà. Bà buông bỏ chiếc điện thoại còn vang lại tiếng nói của cô giáo kia mà hớt hải chạy ra bên ngoài. Hai hàng nước mắt đã lăn dài trên gò má cao từ bao giờ linh cảm của một người mẹ cho bà biết rằng đứa con gái mà bà nhất mực yêu thương đã gặp chuyện chẳng lành vừa chạy vừa khóc bà vừa gào thét gọi tên con làm hàng xóm ai nấy cũng bàng hoàng theo vài người thấy thái độ của bà thì cũng giả bước chạy theo xem có chuyện gì cần giúp thì giúp nhưng dù có gặng hỏi thế nào đi nữa bà minh cũng chẳng để ý mà chỉ chăm chăm lao về phía trước dọc theo con đường mà ngày nào dung cũng đạp xe tới trường vừa được một đoạn họ bất gặp một đoàn người phía trước cũng đang nháo nhác vừa chạy vừa gọi tên ai đó hình như là ân ân ơi có ơi còn đâu rồi cả ngôi làng nhỏ trở nên nhốn nháo và ồn ào dân làng từ khắp ngõ ngách ùa ra mặt trời mưa gió mà nhập vào hai đoàn người nón lá, mũ cối, áo mơ xanh, ô dù xanh đỏ đủ loại. Người thì ra sức kêu gọi tên hai đứa trẻ, an ủi gia đình hai bên. Kẻ thì chỉ đi theo với mục đích hóng hớt hay đơm đặt vài giả thiết vớ vẩn đến đáng sợ. Đoàn người nhập lại làm một tiến dần ra phía đầu làng, nơi có ngôi chợ thường đông đúc người qua kẻ lại. Hôm nay mưa từ sớm, lại sớm chớp nhì nhằng đi đùng khắp trời, cho nên ngoài vài tiểu thương dọn đồ ra sớm thì chẳng có mấy người. Xa xa có một người phụ nữ mặc chiếc áo mơ giấy mỏng tanh, đội nón lá, chân đi đất, dắt chiếc xe đạp cũ, vừa đi vừa chạy, miệng rên ư ử, muốn hét to lên điều gì nhưng lại run rẩy chẳng cất nên lời. Nhìn thấy phía trước đông người, người phụ nữ ấy ném bỏ lại chiếc xe đạp, cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước. Chẳng may dẫm phải hòn đá ngã nhỏi ra đất, bồn đất lấm lem khắp người. Chân tay chảy sức bật cả máu, nhưng chẳng thể tốn chút thời gian nào. Người đó lồm cồm bò dậy chạy tiếp. Đoàn người cũng bị thu hút bởi những âm thanh ấy. Một cậu thanh niên nhanh chân chạy tới đỡ người kia. Chưa kịp nhìn rõ đó là ai thì đã nghe thấy. Có, có, có mà, cứu, cứu với. Bà Tuyết, bà Tuyết, bà bình tĩnh đã, bà. Người đàn bà kia ngất lịm đi vài giây sau đó giật mình tỉnh lại. Đám người súng đen súng đỏ lại, mỗi người một câu hỏi thăm bà. Bà Tuyết tỉnh rồi kìa, có chuyện gì mà bà sợ hãi thế? Bà làm sao mà chạy như ma đuổi vậy? Bà muốn nói gì? Nói đi, kể đi. Ngoài, ngoài cất căn nhà ở giữa đồng cục cô có người bị bị xét đánh có có chưa nói hết câu bà lại ngất lần này dù có lay bà thế nào bà cũng không tỉnh lại chán bà nóng gian người bắt đầu co giật khiến mọi người đang hoang mang vì lời kể của bà lại càng thêm sợ hãi hơn nữa hai ba người vội vàng bế bà lên một chiếc xe chở ngay lên bệnh viện huyện gần đó Bà Minh như nhớ ra chuyện gì, lấy hết sức bình sinh mà chạy. Tiếp theo là gia đình ân cũng bám theo sau. Và cuối cùng thì đoàn người cũng cứ vậy mà kéo đuôi, dạo bước theo hướng đó. Điểm đến của họ không nơi nào khác, chính là căn nhà hoang ở giữa đồng. Từ xa đoàn người đã trông thấy hai chiếc xe đạp, một chiếc còn đứng sừng sững giữa đường mặc trời mưa gió, chiếc còn lại nằm lăn lóc dưới bờ ruộng lõm bõm nước cái cây bên cạnh căn nhà đã bị xé mất một góc gãy rạp xuống lá cây cũng rơi rụng gần hết để lại vài cành cây khẳng khiu như những cánh tay khổng lồ đáng sợ đang vươn ra túm lấy thứ gì đó vừa tới gần đủ để nhìn thấy bên trong căn nhà bà minh đã gào thét tên con gái trong vô thức bàn chân trần tím tái vẫn dỉ máu theo từng bước đi chẳng ngăn cản được tình thương của một người mẹ dành cho con. Chút sức lực còn lại chỉ giúp bà bước tới bậc thềm rồi ngã ngửa ra đất sùi bọt mép. Trước mặt bà và gia đình nhà ân cũng như đoàn người theo sau, hai thân hình một nhỏ một lớn của hai đứa trẻ đang nằm yên bất động trên sàn nhà. Bất kể là chân tay hay mặt mũi đều đen sạm lại khuôn mặt đứa bé trai còn lộ rõ sự sợ hãi bố mẹ ân cũng chẳng kiềm chế được lâu họ nhận ra con trai của mình ngay lập tức và cả hai như chết đứng giữa hiên nhà chân tay mềm nhũn chẳng còn cảm giác gì nữa tiếng xe cấp cứu cùng xe của lực lượng chức năng vọng lại từ phía xa chẳng bao lâu sau họ đã đến nơi Bình lao như bay từ trên xe xuống yêu cầu đồng nghiệp giải tán bà con ra khỏi hiện trường vụ án. Thoạt nhìn có thể khẳng định đây chắc chắn là một vụ xét đánh chứ chẳng hề có dấu hiệu phạm tội nào cả. Khi mà hai thi thể đều đen nhẹm, cây cối xung quanh sơ xác, đến cả cây đa to bên cạnh nhà hoang cũng bị xét đánh đến gãy toạc cả một cảnh lớn. Đoàn cán bộ thì thầm to nhỏ, ghi ghi chép chép chụp hình khoanh vùng hai nạn nhân rồi thu thập những bằng chứng xung quanh, nhưng có vẻ vẫn chẳng có giả thuyết nào khả thi hơn. Bình bỏ qua những thứ có thể trông thấy ngay trước mặt. Cậu bước ra bên ngoài, nhìn ngắm cái cây, xong xuôi đi mấy vòng xung quanh để kiểm tra kỹ càng mọi ngóc ngách. Một dấu chân, hai dấu chân, rồi hàng chục dấu chân nối tiếp nhau chạy dọc theo con đường nối ra tít mãi tận cuối cánh đồng, bình cố gắng đi theo xem còn thu thập được gì khác nữa không thì lạ thay dấu chân đột ngột biến mất đặc biệt hơn trước khi biến mất những dấu chân ấy lại đè lên nhau một cách kỳ lạ cùng với vài vết sâu hoắm cắm sâu dưới mặt đất trông như những cái cọc buộc trâu mới được rút lên vậy khẽ lắc đầu cậu quay lại ngôi nhà hoang kia thì vô tình bắt gặp một mẩu giấy vàng nhỏ bên vệ đường Màu dưới này trông khá quen mắt Trông khá giống mấy lá bùa chú Mà các pháp sư hay sử dụng Nhưng lại có dấu hiệu bị cháy xém Anh Bình Anh Bình ơi Qua xem điều này Bình giật mình vì có ai đó vừa gọi tên Cậu chạy về phía âm thanh phát ra Lý Người đồng nghiệp trẻ tuổi mới được tăng cường Về độ hơn một tháng nay Cất tiếng gọi cậu ra vẻ hớt hại lắm Sao thưa Lý Có chuyện gì anh nhìn xem vừa nói lý vừa chỉ tay vào hai cái xác đang nằm dưới đất cái xác của dung thì đã xuất hiện ròi bỏ cơ thể xuất hiện dấu hiệu phân hủy rất nhanh còn xác của ân mới khi nãy còn bình thường giờ lại khô đét teo tóp lại như cành củi ai nấy đều bàng hoàng bố mẹ của ân khóc lóc sướt mướt nhưng ánh mắt cũng không giấu nổi vẻ sợ hãi trong đó bình nhận ra sự lạ ra dấu cho đưa người nhà nạn nhân ra bên ngoài. Cùng với đó đưa thi thể vào bọc kín đưa về trụ sở công an huyện. Ngôi nhà hoang bị phong tỏa giữ nguyên hiện trường. Bình vẫn đứng đó ngắm nghĩa xem xét thứ gì đó. Cậu vẫn muốn tìm thêm những thứ có giá trị để giải mã cho những cái chết vô lý đến đáng sợ đang liên tiếp diễn ra. Lý đứng bên cạnh vẫn dõi theo từng bước chân của Bình anh có phát hiện gì mới không? Câu hỏi nhẹ nhàng và đơn giản, nhưng lại làm cho người đồng nghiệp cũng là cấp trên của cậu đang tập trung cao độ giật mình trượt chân ngã bịch xuống đất. Nhưng cũng nhờ cú ngã đó cậu vô tình nhìn thấy những vết cắt ở trên xà nhà. Nhìn kìa, lấy, nhìn đi, tránh nó, thứ chúng ta đang cần tìm. Anh, anh nói sao? Cái gì? Cái gì cơ ạ? À? Chú nhìn đi, những dấu vết để lại kia kìa. Nhìn theo hướng tay bình chỉ, Lý trông thấy trên sàn nhà những vết loang lổ trông như máu. Trên đó còn lưu lại những vết tước gỗ giống như có thứ gì đó sắc nhọn lướt qua để lại. Ờ, đúng rồi anh. Vậy sao lúc nãy anh không nói cho đội pháp y biết? Mà có chắc đó là vết mới không anh? Có khi nào là những vết từ lúc căn nhà này mới dựng lên không ạ? À? Bình không nói gì, Lặng lặng bước ra về, vẻ mặt đâm chiêu suy nghĩ điều gì đó mà tạm thời chưa nói ra được. Lý cũng nhanh chân bước theo. Cậu cũng biết ý chẳng hỏi thêm câu gì nữa. Hai người vừa khuất bóng sau con đường đất, một bóng người lấm lem lồm cồm bò dậy dưới ruộng lúa, dáng đi khập khiễng, tay ôm ngực tỏ rõ sự mệt mỏi và đau đớn. Bước thấp bước cao đi về phía cánh rừng bạch đàn. Tiếng điện thoại réo rắt vang lên. Alo, gọi gì tao thế? Mày giờ, tối qua tao uống rượu đây. Có món này hay lắm. Món gì thế? Bí mật, tối mày cứ qua đây. Tao có bất ngờ cho mày. Tôi được rồi, mày cũng lắm trò phết nhỉ. Thế mấy giờ? Có lúc nào mày tan làm thì qua nhà tao. Đồng ý. Điển vừa gọi, bình dù có phần không muốn dính vào nhậu nhẹt rượu chè gì lúc này nhưng lời mời của thằng bạn thân khiến cậu không thể từ chối hơn nữa cậu có linh cảm gì đó không hay ho cho lắm về điển kể từ khi gặp lại gã nên cũng muốn tìm hiểu thêm vài điều đang mải mê suy nghĩ thì lý từ bên ngoài bước vào cậu ta thấy cấp trên đang đăm chiêu thì không có ý định lên tiếng mà tiến lại gần phía sau anh ánh mắt trở nên sắc lẹm tay cậu ta lướt qua cạnh bàn cầm theo con dao dọc giấy, từng bước nhẹ nhàng uyển chuyển như một cơn gió. Chỉ mất chừng một giây, thân hình lực lưỡng của Lý đã đứng sau lưng người đồng nghiệp, tay cậu lăm lăm con dao dơ cao quá đầu. Thôi đi, đừng bày trò nữa. Nét mặt của Lý bỗng trở lại bình thường, miệng nở nụ cười tươi giói. Anh đang tập trung suy nghĩ như vậy, mà vẫn phát hiện ra em à? Đương nhiên, đó cũng là một kinh nghiệm mà cậu nên học đấy. Bình chợt nảy ra một ý, cậu nói tiếp. À, tối nay có có bận gì không? Đi với anh. Em không, nhưng mà đi đâu anh? Cô đi rồi biết. Bảy giờ tối khi ánh dương đã khuất sau dãy núi cao xà tít tắp, chỉ còn để lại vài vùng mây hồng nơi chân trời. Hai người đàn ông cao lớn giả bước vào trong làng trước cánh cổng gỗ rộng chừng 3 mét, Điền đang đi đi lại lại ngóng chờ thằng bạn thân. Vừa trông thấy hai người, gã đã cất tiếng. Đây rồi, mày làm gì mà giờ mới tới thế? Bình cười tươi, bước chân vẫn thoăn thoát. Thì cũng phải để cho tao tắm rửa, rồi làm gì thì làm chứ. Nay tao còn đem theo một người cho mày làm quen đây. Đây là Lý, đồng nghiệp của tao, mới được chuyển về đây độ hơn tháng. Người thành phố đấy, nhưng cũng khỏe ra phết, Mày cứ liều liệu mà tiếp rượu nhá. Ê, mày cứ lo hão. Tao có bao giờ sợ ai về khoản nhậu nhẹt rượu trẻ ở đâu. Thôi, đừng lắm lời nữa. Vào nhà đi. Tuy miệng nói như vậy, nhưng kể từ lúc nhìn thấy Lý từ xa, gã đã cảm thấy có điều gì đó lạ lẫm diễn ra trong cơ thể. Nó như đang nhắc nhở gã về một điều gì đó trong quá khứ. Lý cũng vậy. Cậu ta ném cho Điển một ánh nhìn lạnh lẽo khác thường, ánh mắt lẫn cử chỉ hành động của cậu đều vô tình lọt vào mắt bình nhưng bình lại chẳng mấy bận tâm vì cho rằng đó là cảm xúc của lần đầu gặp gỡ và sau khi nghe mấy lời khoác lác của điển vừa vào trong nhà đập vào mắt hai người khách là một bàn ăn thịnh soạn thịt cá rau củ đầy đủ rượu đã để sẵn dưới chân bàn thấy hoa không có nhà bình toan cất tiếng hỏi thì điển đã ngăn lại gã lớn giọng hôm nay anh em ta cứ nhậu thoải mái vợ tao sang nhà ngoại rồi say cứ ngủ lại đây đừng ngại gì cả nào vào mâm đi trời lại đổ mưa rào những cơn gió mát lạnh càng làm vài chén rượu trở nên bon mồm hơn ba kẻ chẳng phải bậm nhậu nhưng sau vài phút khi hơi men đã ngấm vào hơi thở thì chén chú chén anh nâng lên hạ xuống chẳng có điểm dừng một bóng đen giả bước nhanh trên con đường làng. Tay nó lôi sành sạch một bao tải lớn, chưa biết thứ gì bên trong, nhưng vẫn thấy rên lên ư ử, dãy rụa hồng thoát ra ngoài. Trời tối, mưa lớn, gió lạnh, chẳng ai để ý tới kẻ ác đang hành sự. Sau khi kéo cái bao tải đến cây gạo đầu chợ, bóng đen ấy mở dây buộc túm đầu bao tải ra Bên trong là một cô bé chừng 15 tuổi, miếu máu khóc lóc. Chân tay lúc này đã yếu ớt, chẳng thể răng rực nổi nữa. Thế nạn nhân vẫn còn sống, kẻ đó vỡ viên gạch lục bên vẻ đường, đập thêm cho mấy nhát vào đầu. Tiếng côm cốp nghe rõ mồn một, một. Cô bé ấy chẳng còn thở nổi nữa, hộp sọ nứt toác ra, mặt mũi biến dạng. Kẻ đó lén đả một cái hố lớn dưới gốc cây, vứt cái xác vào đó, lấp đất lên. Xong xuôi hắn còn ném thêm vài cành cây khô, vài túi rác lên trên đó nữa. Nước mưa xối sạch hết những dấu vết còn lại. Cứ thế, sau một đêm, người ta sẽ chẳng thể nhận ra rằng dưới gốc cây gạo kia có xác chết của một nạn nhân xấu xố bị một kẻ ác nhân nào đó giết hại dã man rồi phi tang tại chính nơi đó. Đêm muộn, khi cuộc nhậu đến hồi kết, Lý đã nằm gục trên bàn từ lúc nào. Chỉ còn điển với Bình nửa tỉnh nửa say, trò chuyện đủ thứ trên đời và vẫn tỏ ra hứng thú lắm. Ngoài sân một thân hình ục ịch to béo tiến vào bên trong. Ơ, ờ, hoa, anh tụi em ngủ lại bên nhà ngoại. Lạ nhà, khó ngủ, tôi không chịu được. Ơ. Ờ, sự trẻ bé bét suốt ngày, Xong xuôi thì tự đi mà dọn Chứ tôi không hầu các anh đâu Câu nói hậm hực của vợ điển Làm cuộc vui của hai người bản thân Bỗng trở nên tẻ nhạt một cách kỳ lạ Bình ái ngại Thôi Chắc anh em mình nốt chân này rồi nghỉ Tao còn đưa thằng Lý về nhà nó nữa Lo gì Cứ ở lại đây Mưa gió thế này mới về kiểu gì Thôi 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 xin ông Vợ ông vừa dần mặt thế kia Bố tôi cũng chả dám ở Thôi tôi xin ở à, à thì đốt chén này nhá, ừ, bình ngửa cổ nốc nốt chén rượu rồi lảo đảo đỡ lý dậy. thôi, chịu khó dọn dẹp hộ tao, tao đưa thằng này về trước. mày không phải lo, cứ về đi. để đấy, tao về đây. Ờ, à, về cẩn thận. hai thân ảnh lảo đảo bám víu lấy nhau, dìu dắt nhau trên con đường bê tông trở về nhà. chiếc áo mưa giấy mỏng manh chẳng đồ che kín người gió khá mạnh áo mưa cứ bay lên phần phật mưa hắt để mặt làm họ cũng tỉnh táo đi phần nào tiếng hò reo ý ới vang vọng cả một góc làng họ đang đi tìm đứa con gái nhà chú Yến con bé đi chơi đâu mà giờ này vẫn chưa mò về bố mẹ nó đã đi khắp làng xóm láng giềng hỏi thăm nhưng không thấy cũng đến nhà bạn bè nó, gọi điện hỏi thăm đủ cách, nhưng chẳng ai biết nó đi đâu cả. Mưa đã ngớt, không còn rào rào, nhưng vẫn tí tách rơi trên những mái ngói cũ. Đoàn người tay đèn tay ô, mũ nón áo mưa ủng đầy đủ, đang hớt hải chạy khắp làng trên xóm dưới mà tìm, lại dọc theo những con lộ chạy dài tít tắp, kẻ thì soi đèn men theo mương nước, bờ ruộng hay vài cái ao chuông đầy nước. Tiếng ếch nhái trỗm trọp mừng mưa, hòa cùng tiếng bước chân lõm bõm dẫm lên những vũng nước. Tiếng trò chuyện nhốn nháo, tiếng gọi, tiếng khóc xen lẫn với nhau nghe não lòng. Nhất là khi mà cái làng này đã và đang có một thứ gì đó ẩn mình gây nên những cái chết nối tiếp nhau gần đây, thì sự mất tích này là lành ít dữ nhiều. Đoàn người đi đến xóm chợ, thấy bóng hai kẻ kia vật vờ, nhìn nhìn ngó ngó gì đó, ra bộ lén lút lắm, thì nảy sinh nghi ngờ. Họ bảo nhau tắt hết đèn, giữ im lặng, từ từ, từ từ tiến đến. Hai tên say xỉn thì vẫn cảnh giác, đào mắt nhìn xung quanh. Tay buông bỏ áo mưa đang đội trên đầu đưa về phía trước. Những bước chân nhẹ nhàng tránh gây tiếng động ngày một tiếp cận hai kẻ kia. Đúng lúc cao trào nhất, hai kẻ tình nghi kia bị dân làng túm lại giữ chặt đèn pin sáng choang tập trung rọi đúng vào mặt giật mình chẳng kịp kéo khóa quần cả hai cứ thế bị họ quây kín ô kìa chú bình chú lý hai chú đi đầu mưa gió thế này may mà trong đoàn người có bác bí thư tri bộ bác tĩnh nhận ngay ra hai đồng chí công an huyện liền đứng ra giải vây Cả hai mới ái ngại đóng nốt cái cửa sổ đang mở toang hoang Rồi ái ngại đáp lời ờ, Dạ, chào bác Chào mọi người Bọn tôi có chút việc riêng Lỡ quá chén Lại gặp trời mưa Nên không về sớm được Vừa tới đây thì Ôi giời Công với trả an Nhậu nhẹt bếp nhà thế này Trời ạ à, Dân thì mất tích trả đi tìm Báo công an thì phải 24 tiếng Người ta còn bận việc riêng cơ mà Ôi dồi ôi, khắp người nồng đặc mùi rượu thế này, chẳng khác cái bọn choi choai bợm rượu là bao nhiêu, bà nhỉ? Lời bàn tán của bà con lầm dầm ở phía sau, khiến bác tĩnh cũng ái ngại thay cho hai cậu công an trẻ, bác lên tiếng. Thôi, các bà, các cô, các cậu, đi tìm tiếp đi. Tôi nói chuyện với mấy chú ấy chút rồi đưa các chú về nhà luôn. Kèo trời tối thế này, người lại say mềm, nhỡ co như nhận ra bản thân nói điều gì đó không phải bác dừng ngay lại rồi ra hiệu cho hai người đi cùng cảm ơn bác có gì đâu mà các chú cũng đừng để ý quá dân quê kiểu nó như vậy họ luôn nghĩ rằng những người có chức có quyền luôn luôn phải giữ được sự nghiêm nghị và đúng chừng mực lạ thật ai mà chẳng là con người mà chẳng có lúc cần giải tỏa vui chơi thoải mái một chút cảm ơn bác đã hiểu cho anh em chúng tôi nhưng bác cho tôi hỏi là mọi người đang đi đâu vậy ạ à? hay là đang đi tìm ai hay tìm thứ gì đó phải không bác à con gái chú yến chả hiểu đi đâu mà mưa gió thế này không biết đường về bố mẹ nó liên lạc không được hỏi thăm khắp nơi cũng không ai biết nó đi đâu đâm ra lo lắng nên đi tìm hàng xóm chúng tôi xót ruột nên giúp cô chú ý tìm kiếm ấy thế mà đã thấy đâu đây đây cái gì đây bà con ơi? Đâu đâu? Tiếng hét thất thanh làm bình tỉnh táo hẳn. Cậu cùng bác tĩnh chạy lại phía đám người. Lý còn vật vờ ở đằng sau. Cậu ta có vẻ chẳng còn biết gì đang diễn ra lúc này nữa. Chẳng thể bỏ đứa em ở lại. Bình đành cố lôi đi theo. Khi đến nơi, Bình thấy mấy người đang tập trung soi đèn vào một mớ gì đó đen đen, trông giống một mái tóc của một người con gái, nhưng còn đang đồn đẩy, chưa ai dám xác minh hay đảo nó lên. Vừa kịp lúc, Bình chụp đại khái vài cái ảnh làm chứng, rồi dùng một cây gậy kiểm tra. Chính xác nó là mái tóc, tóc người, và nó dính chặt dưới đất. Biết được điều đó dân làng hoảng loạn, chạy đi thông báo cho vợ chồng chú Yến. Bình cũng nhờ người đưa giúp thằng Lý về căn nhà nó thuê trong xóm, rồi đứng yên đó giữ hiện trường, chờ đồng đội đến. Phần vì không có đồ nghề, phần vì sau khi đảo bới và thấy vài vệt máu loang lộ dính trên nền đất xốp như mới đảo, cậu đã đoán được dưới đất kia là thứ gì, cho nên báo ngay về cơ quan, đề nghị cử thêm cho một vài đồng chí cùng pháp y đến ngay hiện trường hỗ trợ công cuộc điều tra. Ơi con ơi là con ơi! Sao lại ra nông nỗi này à con ơi? Con ơi! Tiếng kêu khóc thất thanh của vợ chồng chú Yến cả nhà có mỗi một mụn con, nó mà có mệnh hệ gì, chắc cô chú ấy cũng chẳng thiết sống nữa. Nhưng mặc cho họ có cố sống cố chết năn nỉ, ỉ ôi, hay hùng hổ lao vào đòi bới tung chỗ đất ấy lên, thì mình cũng không đồng ý. Hết cách, họ đành ngồi thụp xuống đèn đất, vừa mếu máu vừa chờ đợi. Chừng 15 phút sau có thêm ba anh công an cùng với hai pháp y tới với đủ dụng cụ cần thiết. Họ nối hai bóng đèn sáng trưng cả một góc, căng dây khoanh vùng, mặc quần áo bảo hộ, chụp ảnh hiện trường, rồi đặt thêm cả máy quay và bắt đầu đào bới một cách cẩn thận. Bình đứng cùng bà con ở bên ngoài nhằm chấn tĩnh họ, cũng như quan sát được một cách tổng thể tất cả mọi việc cả trong lẫn ngoài. Mọi chuyện lại diễn ra theo một cách hoàn toàn khác thứ được đào lên là một con ma nơ canh với mái tóc giả dài ngoằng. Chẳng biết vì lý do gì mà ai đó vô tình hay cố ý lại chôn nó ở đây. Một trong số đồng nghiệp của Bình đứng dậy, nhìn cậu rồi lắc đầu. Đám người đang đứng ngoài hóng hớt cũng nhộn nhạo hẳn lên. Một cậu thanh niên đứng gần nhất nơi phong tỏa hiện trường kia hét lớn. "Ma nơ canh! Là ma nơ canh thôi, không phải người đâu, không phải" Ồ, thế là không phải người à? Thế không phải con gái nhà bác Yến rồi. mày quá. Thế con bé nó đi đâu nhỉ? Hãy chúng ta đi tìm tiếp đi. Đám đông bàn tán ầm ầm. Thêm mấy nhóm nữa từ các hướng khác thấy biến lạ cũng thi nhau chạy đến, trò chuyện, tò mò, dò hỏi đủ các kiểu, khiến những câu chuyện ngày một đi xa. Riêng Bình thì vẫn thấy rất lạ. Chính mắt cậu trông thấy vết máu loang khi nãy, không thể nào nhầm được cậu đeo vội đôi bao tay xỏ luôn đôi ủng rồi xông vào bên trong cầm chiếc đèn soi uv và một lọ xịt luminon đây là dụng cụ cần thiết để kiểm tra dấu vết của máu tại hiện trường vụ án nhưng cũng sẽ rất khó khăn vì trận mưa khi nãy khá lớn và nó vẫn đang tiếp diễn chưa có dấu hiệu dừng lại những dấu vết để lại sẽ bị rửa sạch kể cả vết máu cũng không ngoại lệ vẫn tin vào suy đoán của mình và những gì bản thân đã trông thấy. Lầm lỗi di chuyển xung quanh vị trí đó, cậu xịt thứ dung dịch đặc biệt kia. Sau nhiều lần thử đi thử lại, cuối cùng manh mối cũng xuất hiện. Trên một thân cây, có xuất hiện những vệt giọt bắt, loang lổ vì hòa lẫn với mưa nhưng vẫn rõ nét lắm. Nó chỉ cách vị trí kia chừng 20 mét. May mắn rằng những vệt máu đó nằm trong hốc cây gạo cổ thụ cho nên vẫn chưa bị rửa trôi hết. Chính xác đó là gốc cây gạo đó, nằm bên góc chợ, hiện trường của một vụ án mạng chỉ cách đây không lâu. Kiểm tra cẩn thận hơn chút, có một khoảng đất xốp có dấu hiệu đào bới ở ngay bên cạnh, và vẫn còn nguyên những thứ cành lá được phủ lên như muốn che giấu thứ gì đó ở bên dưới. Vài người tò mò đi theo bình, trong đó có bác Tĩnh cậu ra hiệu cho họ không được đến gần rồi quay lại vị trí của đồng đội. Bên kia có phát hiện mới, mọi người qua đó với tôi. Cậu, di chuyển luôn cả hệ thống đèn và quây kính khu vực đó lại. Rõ, thao tác nhanh nhẹn lên. Nhóm cán bộ nhanh chóng di chuyển toàn bộ trang thiết bị qua hiện trường mới. Dân làng cũng bu đen bu đỏ xung quanh vì tò mò. Vợ chồng chú Yến cũng đi theo, dù gì thì họ cũng đã tìm kiếm khắp nơi nhưng chẳng có phát hiện gì về thông tin của con gái. Chẳng thà cứ ở đây nghe ngóng, biết đâu. Khi hiện trường đã được xác định chính xác, chẳng mất nhiều thời gian, cái thi thể bị chôn vùi dưới lớp đất đã được phát hiện. Sự kinh hãi lan truyền khắp nơi. Chẳng ai nói với ai câu nào, kể cả những cán bộ thi hành nhiệm vụ lẫn dân làng đứng quan sát ở bên ngoài. Duy chỉ có vợ chồng chú Yến là nước mắt đã giàn ruộng, khóc chẳng nên lời. Bình vẫn đứng yên quan sát sự việc. Có lẽ đó là thói quen công việc của cậu. Cậu cần phải tỏ tường tất cả để có thời gian suy nghĩ và đưa ra quyết định sáng suốt nhất có thể. Nhưng đứng trước hoàn cảnh này, cậu cũng chẳng cầm lòng nổi. Tiến về phía vợ chồng chú Yến, đặt tay lên vai chú, cậu an ủi. Cậu chú cứ bình tĩnh, dù gì thì danh tính nạn nhân cũng chưa được xác minh hy vọng vẫn còn câu trả lời bị những cơn nấc trong vô thức ngăn cản họ chỉ biết ôm nhau khóc lóc và chờ đợi chút hy vọng mong manh còn sót lại khi cái thi thể được đưa lên tấm vải khô giáo cũng là lúc lực lượng tăng cường vừa kịp xuống họ giải tán hết mọi người chỉ để lại vợ chồng chú yến để xác định danh tính nạn nhân Hai vợ chồng nửa muốn nửa không bước tới gần cái xác. Tất cả hy vọng của họ dường như sụp đổ khi người ta đưa cho họ chiếc vòng cổ quen thuộc mà chú Yến tặng cho cô con gái nhân ngày sinh nhật. Thế giới như quay cuồng trước mặt người phụ nữ. Cô khóc đến lịm cả người. Chồng cô vẫn giữ được thái độ bình tĩnh, từ từ tiến đến gần. Tay chú vẫn bấu chặt vào cái tay của mình, vừa bấm vừa siết mạnh khiến cánh tay cậu đau đớn dần tê giải đi nhưng vẫn chẳng đành lòng gạt ra bố bố ơi mẹ con sao thế này bố bố ơi ô ờ, con, con linh mày mày đi đâu đi đâu hả chú yến nửa mừng nửa bực bội chạy nhanh đến chỗ con gái giơ tay tát con bé một cái đau điếng nó méo máu khóc tức tưởi sau một hồi cha hỏi thì con bé khai rằng hôm qua nó với cái ánh bản thân trao đổi vòng cổ với nhau ở lớp lỡ quên không đổi lại lúc về cho nên hai đứa nhắn tin nhau hẹn gặp nhau ở con đê ngăn giữa hai xóm để trao đổi lại thế nhưng con bé linh đi muộn đến giữa đường thì gặp cơn mưa lớn không mang áo mưa nhưng nó vẫn cố đi tiếp tay lái thì không vững đi qua cánh đồng có con đường đất trơn trượt thì chẳng may ngã rối rụi xuống mương nước. Đau quá, nó bấm bụng dắt xe vào cái nhà hoang trú tạm qua cơn mưa rồi tính tiếp. May mắn ở đó hôm nay có người đến thắp hương, vẫn còn nguyên ngọn đến cháy giỏ. Cô bé châm lửa và mỡ rơm bên trong nhà, vài nhánh củi lớn để bên trong. Khó khăn lắm mới nhóm được một đống lửa nhỏ cho đỡ lạnh. Con bé nằm lên mỡ rơm cạnh đống lửa, chẳng biết ngủ quên lúc nào tận bây giờ mới giật mình tỉnh ngủ và dắt xe về nhà. Đi ngang qua đây thì thấy đông người lại trông thấy bố mẹ từ xa nên đi thẳng vào đây luôn. Điều đó có nghĩa là gần như chắc chắn cô bé xấu số, số kia là ánh, bạn thân của Linh. Trong lúc chờ đợi trên con đê thì bị kẻ sát nhân kia giết hại và lôi xác đến đây vấn đề mà bình đang nghi vấn với giả thiết vừa rồi là tại sao hung thủ lại đưa cái xác đến chỗ này và địa điểm gây án chính xác có phải ở con đê hay không vợ chồng chú yến thấy con gái vẫn bình an vô sự thì mừng như vớ được vàng hỏi han đủ kiểu làm con bé lắp bắp sợ hãi nó vẫn không ngừng đưa mắt nhìn về cái xác được cho là của đứa bạn thân ánh mắt có chút gì đó khác lạ lắm ngay khi nắm được thông tin bình cho đồng đội liên lạc với gia đình của nạn nhân đến để xác minh danh tính người bị hại đồng thời cậu và một người nữa tìm đến con đê theo lời kể của cô bé linh nhằm tìm thêm chứng cứ vừa nổ máy xe thì từ đằng sau cậu nghe tiếng gọi anh bình cho em theo với Ok, kìa lý mày tỉnh rồi à? vâng em thấy quân phục rồi theo lời bà con nên chạy đến đây luôn có chắc vẫn làm được việc chứ chắc chắn thưa chỉ huy ấy thế là bình và lý cùng nhau di chuyển đến con đê ngăn cách hai xóm nhỏ trời bây giờ đã sáng rõ dân làng trên xóm dưới đã vác cuốc ra đồng như mọi ngày nhưng hôm nay họ truyền tay nhau những câu chuyện ma quỷ kinh dị liên quan đến những việc xảy ra đêm qua bình nghe ngóng hỏi thăm trong quần chúng hy vọng thu thập thêm gì đó nhưng đa phần là mấy mẫu chuyện không có đầu cuối, không rõ căn cứ hoặc vài tin đồn thất thiệt chẳng giúp ích được gì. Lý có phát hiện mới, cậu ta phát hiện ra một chiếc xe đạp nghi ngờ rằng của nạn nhân nằm lăn lóc dưới ruộng ở chân đê. Chiếc xe biến dạng khá lớn, bánh trước cong vẹo, vành móp hết lại, giống như nó đã va chạm mạnh với một thứ gì đó có thể là một chiếc xe ô tô hay đại loại thứ gì đó tương tự. Lý dẫn Bình đến kiểm tra chiếc xe, tình cờ cả hai trông thấy một tiếp sắt dài hơi cong và dính vài vệt màu đỏ như máu. Một thứ gì đó trong vô thức thôi thúc Bình một cách mãnh liệt. Cậu bỏ qua hết những quy tắc trong nghề về bảo vệ hiện trường vụ án, cứ thế cầm vật đó lên. Chính xác, đó là một tiếp sắt dài. Cũng chẳng biết do trận rượu đến độ ngả say đêm qua cộng với ngâm nước mưa cả đêm mà chẳng nghỉ ngơi gì, hay bởi vì một nguyên nhân khác nào mà ngay khi vừa cầm chắc thanh tuyếp sắt trên tay, binh lảo đảo mấy cái rồi ngã khụy xuống dốc đê, lăn mấy vòng rồi úp mặt xuống ruộng. May mà có lý ở đó, chứ không thì có lẽ cậu chẳng còn sống nổi vì sặc bùn. Hiện trường thứ hai của vụ án nhanh chóng được Lý gọi chi viện đến phong tỏa để tìm kiếm và điều tra thêm còn cậu lập tức đưa bình lên bệnh viện huyện kiểm tra tổng quát có vẻ như tình hình không tốt cho lắm cấp trên của lý vẫn bất tỉnh từ lúc đó tới giờ cậu tỏ ra lo lắng lắm nhưng cũng chẳng thể giúp đỡ được gì đành ngồi chờ đợi bên ngoài cậu trai trẻ trông non trọt này tuy mới vào nghề nhưng cũng là một người khá thông minh nhanh nhẹn đạt nhiều thành tích trong quá trình rèn luyện được cấp trên đưa về đây rèn luyện một thời gian rồi đẩy lên tuyến trên làm việc. Vừa mới chuyển về nơi này chẳng được bao lâu thì hàng loạt án mạng diễn ra liên tục khiến cậu chẳng kịp quen với công việc. Thêm với việc ánh mắt của gã tiên điển bạn của sếp cậu tối hôm qua càng làm cho cậu thêm khó hiểu. Nó khiến cậu phải cố tỏ ra say xỉn khi chỉ mới qua vài chén để giữ bản thân đủ tỉnh táo quan sát mọi việc. Nhưng hình như cậu đã nghĩ quá nhiều thì phải, gã đó đúng là một người bạn thân của Bình và gã cũng không có ý định gì có hại đến hai người. Chỉ có điều người phụ nữ kia thì có, chắc chắn ả à, ta không bình thường, thái độ lẫn cử chỉ, hành động kia dù chỉ thoáng qua nhưng có sự lạnh lùng đến ghê rợn trong đó, đáng để chú ý tới. Chợt một suy nghĩ khác biệt lóe lên trong đầu cậu, ánh mắt ấy sự lạnh lùng đó cộng thêm một nỗi sợ hãi bao trùm lấy cả cơ thể cậu lúc đó, giống hệt như những thứ cậu đã từng trải qua cách đây rất lâu về trước. Và rằng nơi này chính là nhà của cậu chứ không phải là nhà thuê, là quê hương của cậu. Cậu về đây là để tìm hiểu tiếp về sự việc mà bản thân luôn muốn theo đuổi suốt quãng thời gian qua. Đầu mùa hạ, nắng cháy da cháy thịt, Nhiệt độ ngoài trời có lúc lên tới 40 độ, thậm chí còn hơn thế nữa. Những năm đó làng còn nghèo, chưa có nhiều nhà cao tầng, nhà máy bằng, cũng chẳng có điều kiện để lắp điều hòa máy lạnh gì cả. Đa phần là nhà cấp 4, đất lại rộng nên cây ăn quả, cây bóng mát khá nhiều, cho nên cũng sẽ mát hơn so với ở thành thị. Chỉ có điều càng nhiều cây thì càng nhiều ve sầu, mà các bạn biết rồi đấy, Tiếng ve kêu là một trong những nỗi ám ảnh của mùa hè. Tường nhà thì vẫn là những bức tường từ ngày xưa, được xây bằng đá ong, vữa chát thì là vôi cát bình thường, không được vững bằng tường gạch đất sét nung nhưng lại cách nhiệt rất tốt. Ấy thế nhưng cái nắng gay gắt thôi chưa đủ, thêm vào đó còn là việc chạm biến áp hoạt động cực tệ, thi thoảng lại mất điện, đặc biệt là những ngày nóng cao điểm, nhu cầu sử dụng điện tăng cao, thì cứ 12 giờ trưa lại sập. Bác Quyền là người phụ trách vấn đề điện đóm của thôn, kiểm tra công tơ, thống kê và thu tiền điện hàng tháng. Cái trạm biến áp kia cũng nằm trong phạm vi phụ trách của bác. Dù bác đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền xã và công ty điện lực nhưng vẫn chưa được giải quyết. ấy thế là bác ấy chẳng có thói quen ngủ trưa ở nhà nữa. Cứ cơm nước xong rồi, là bác lại phóng con xe 81 cũ kỹ ra gần chỗ chạm điện, mắc cây võng ở gốc cây đa mà nằm nghỉ ngơi, chờ có sự cố thì giải quyết. Ở cái làng quê Thanh Bình nằm ngoại thành Hà Nội này, các công trình công cải thiện cơ sở hạ tầng như điện đường trường trạm để nâng cấp lên nông thôn mới chưa được chú trọng nhiều, chỉ mới thấy ở trên giấy tờ, trên loa đài, chứ thực tế thì chưa hề có, đường xá xuống cấp nghiêm trọng đầy rẫy là những ổ gà chưa kể mưa gió thì con đường đất quanh làng quả thực là nhìn mà chẳng muốn bước dân làng dưới sự kêu gọi của bác quyền và bác biểu trưởng thôn đã và đang lập một cái quỹ để đổ bê tông toàn bộ đường làng nhưng tiến độ hơi chậm vì dân chúng cũng còn khó khăn đa phần chỉ trông vào ruộng vườn và lợn gà Vài gia đình có nghề ngỗng làm thêm nhưng cũng chỉ gọi là đủ ăn đủ mặc chứ cũng chưa có dư giả gì nhiều. ấy thế mà may mắn làm sao? Chính những ngày hè oi ả à ấy, Ủy ban xã nhận được vốn hỗ trợ và chi đều cho các thôn để dùng vào việc cải thiện đường xá mương máng tứ tiêu ruộng đồng. Thiên thời địa lợi nhân hỏa, một con đường làng mới bắt đầu được lên kế hoạch để thi công. Sau vài cuộc họp, Bác Biểu cũng quyết định thuê được một đội thợ của chính một người trong làng làm chủ. Chú ấy cũng đã đồng ý các phương án giảm tối đa chi phí để đủ với nguồn kinh phí hạn hẹp hiện tại. Mọi thứ đã sẵn sàng, bác Biểu dự kiến ngày 25 tới sẽ động thổ để thi công. Trước tiên là kênh mương cấp nước tưới tiêu và thoát nước thải, sau đó là đổ bê tông đường làng. Bác cũng cẩn thận xem thầy rồi mới quyết cho chắc chắn ai ai đều háo hức về dự án này. Nó như là một bước chuyển mình hoàn toàn mới của ngôi làng nhỏ. Đúng như dự kiến, hôm ấy là thứ bảy, trời nắng đẹp, dân làng tụ tập quanh địa điểm động thổ. Bác biểu cho bày ra một mâm lễ gồm một con gà sống, hoa quả, bánh kẹo, tiền vàng, lễ lạt đầy đủ. Mời một vị thầy Pháp tên An tới, cúng bái và xem xét thêm cho thế bảo vị này cao tay ấn lắm. Từng xử lý mấy vụ án tâm linh ngon nghẻ rồi, nhưng thực tế thì cũng chưa ai ở đây chứng kiến bao giờ cả. Hoàn toàn chỉ là lời đồn. Vị thầy Pháp làm lễ đơn giản và nhanh chóng chỉ khoảng chưa đầy một giờ đồng hồ đã xong xuôi. Cũng sắp tới giờ đẹp, đội thợ của chú Tú sẵn sàng cuốc sẻng rổ thúng. Thêm cả một anh đang lái chiếc máy múc nhỏ đứng đợi bên gốc cây si giả. Đúng 9 giờ bác biểu cầm cây cuốc trên tay, cuốc ba nhát và cây mương cũ gọi là động thổ. Chỉ chờ có thế, đội thợ hơn chục người của chú Tú hăm hở tiến hành công việc. Đội thợ cứ cật lực làm tới trưa chờ chưa chật mới nghỉ. Vì là làm khoán nên họ bị dục tiến độ khá nhiều. Ai nấy đều tỏ ra mệt mỏi, mặt đỏ tía tai. Bác biểu hô hà mọi người anh em thợ ra nhà văn hóa dùng bữa, chú tú đi đầu rồi đến các bác các cô đi theo sau dù là trưởng đội này nhưng chú tú vẫn trực tiếp làm chứ không phải chỉ chịu trách nhiệm tìm công trình để nhận chú cũng khá kỹ tính nên tốt hơn hết là tự mình làm rồi kiểm tra luôn một thể cũng có thể vì thế mà chú được nhiều gia đình khen ngợi hết lời và việc làm quanh năm không lo hết bữa cơm diễn ra nhanh gọn và ấm cúng chú tú cùng đội thợ được bàn giao luôn cho chìa khóa nhà văn hóa thôn để làm chỗ nghỉ trưa tuy ở đấy không đầy đủ tiện nghi chỉ có vài bộ bàn ghế hai cái quạt trần nhưng cũng gọi là có chỗ để ngả lưng đợi cho đến chiều mát rồi làm tiếp cái thời tiết oi ả này ảnh hưởng khá nhiều đến tiến độ và năng suất lao động của mọi người ngày đầu tiên diễn ra khá thuận lợi xây chát được hơn chục mét mương máy xúc thì đã xúc được 1 phần 3 chiều dài tổng rồi. Cái anh lái máy múc làm việc độc lập nên cứ thế đảo đất để gọn lên đường là được. Mặc kệ đội thợ sau này xây chát xong phủ đất xuống rồi dọn dẹp sau. Đinh ninh là như vậy nên anh ta vẫn ung dung làm. Chiếc máy xúc đang mạnh mẽ múc từng gầu bùn đất nặng trịch lên bỗng tắt phụt. Anh lái máy cố gắng khởi động lại mấy lần vẫn không được đoạn này là đoạn cuối cùng của con mương rồi qua cái gò đất này sẽ dừng lại để chuyển sang nhánh mương cấp nước bên kia ấy thế mà khi thi công đến cây si cổ thụ ở đầu làng thì chẳng biết các ông có khảo sát mặt bằng hay không mà lại định vị mương nước đi sát vào gốc cây mấy ông lái máy xúc thì cứ định vị cắm sẵn mà làm cho đến khi cái gầu xúc đất hất tung một đoạn dãy cây lên mặt đất người ta phát hiện ra một cái hốc nằm ngay ở dưới gốc. Cái hốc khá lớn, một người đàn ông trưởng thành có thể chui lọt. Bên trong đó là một thứ mà người bình thường nào nhìn thấy cũng giật mình nổi gai ốc cho đến sợ hãi. Một hình nhân bằng giấy của một đứa trẻ con kèm theo mấy thứ đồ chơi kinh dị. Một đống búp bê đồ chơi có cả trai lẫn gái. Con thì móp đầu, con thì mất chân mất tay, sứt mẻ đủ kiểu bên cạnh còn bày biện cả bát hương, lọ hoa đầy đủ, trông như một bàn lễ cúng bái thứ gì đó đáng sợ. Chú Tú nhanh chóng cho tạm dừng công việc tại đó, liên hệ với bác biểu để mời lại ông thầy phong thủy sáng nay làm lễ động thổ quay trở lại đây, hy vọng sẽ có phương án giải quyết nhanh chóng cho sự việc phát sinh này để nhanh chóng tiếp tục công việc. Dù cho đây không phải là lần đầu bắt gặp sự việc tương tự như thế này, nhưng những vấn đề liên quan đến tâm linh thì chú Tú đều không bao giờ dám xem thường. Nhất là lần này chú lại có linh cảm rất xấu. Thầy An quay trở lại khi trời đã nhá nhem. Thợ thuyền đã nghỉ hết. Chỉ còn một hai người ở lại trông coi máy móc lẫn với vật tư. Cái máy móc vẫn đứng bất động nhưng được đấu thêm hai cái bóng điện sáng quắc Xung quanh quay một cái bạt kẻ cao quá đầu, đủ để người ở ngoài không nhìn được vào trong. Chú Tú bác biểu vẫn ở đó đợi. Ruột gan cả hai nóng như lửa, đi đi lại lại từ chiều tới giờ, chẳng nói với nhau câu nào. Thầy An bước vào bên trong, nhưng nhất quyết không cho hai người ghi theo. Mất hơn một giờ đồng hồ ông cụ mới quay trở ra. Cơ thể đầm đìa mồ hôi, hai tay run run lẩy bẩy, chân bước còn không vững, cơ thể gần như kiệt sức, bật bãi đi thẳng về. Chỉ dặn dò lại hai người vẫn đứng đợi bên ngoài, rằng nhất định không được tiếp tục đào chỗ đó. Sớm ngày mai, hãy lấp lại cẩn thận, rồi tìm một lối khác để làm mương dẫn nước. Sáng hôm sau, cậu bảo, người lái máy xúc hôm qua vẫn đi làm bình thường, thậm chí còn ra sớm nhất. Không biết cậu ta kiếm đâu ra một con gà trống, cắt cổ để nguyên lông, đặt lên một cái đĩa nhựa, thắp bà nén nhang và tưới máu gà ra xung quanh chỗ đó. Trong lúc chờ nhang tàn, chú Tú ra đó và phát hiện nhưng cậu ta lấp liếm rằng chẳng biết của ai. Chú Tú cũng ngại động chạm vào đó nên cứ để vậy rồi cho cậu ta lấp chỗ đó lại. Cái máy xúc lại hoạt động. Nó đà một vòng lớn né cái gốc cây si ra độ 4 mét rồi tiếp tục băng băng đảo lấp như bình thường theo đúng lộ trình vốn có đêm đó hai người trông coi đồ đạc thì có một người nghỉ ốm chỉ còn lại một người đàn ông trung niên đảm đương hết chẳng biết chuyện đáng sợ gì đã xảy ra với người đó chỉ biết rằng sáng ngày hôm sau chú tú và thợ thuyền sáng sớm ra làm đã trông thấy gã như một kẻ mất trí gã liên tục dùng tay cào bới đất đá ở gốc cây si cào bung cả chỗ hốc đất mới được lấp vào hôm qua lẫn cả xung quanh đấy Mặc cho bao nhiêu người la lối kinh hãi, cho tới vài người mạnh dạn hơn tiến đến túm chân túm tay ngăn lại, nhưng gã vẫn hì hục đào, giống như có một thế lực nào suy khiến hắn. Gương mặt hắn không biến sắc, mắt mở thao láo, mồm ngáp ngáp dính đầy đất do tay hất lên nhưng chẳng có cảm giác gì. Bác biểu khi trông thấy cảnh ấy muốn gọi cho thầy An tới, hy vọng được giúp đỡ nhưng lại được hay tin từ sau hôm ở bên này về nhà, thay ốm nặng, nằm liệt giường chẳng tiếp ai. Đành phải dùng dây thừng trói người đàn ông kia lại, cưỡng chế đưa đi, và quây bạt hết đoạn đó lại để làm sau cùng. Thậm chí còn chẳng dám lấp những chỗ mà đã bị gã đảo mới lên. Kể từ hôm đó, ngày nào cũng có người kể lại rằng khi đi qua gốc si và ban đêm, thường nghe thấy những tiếng du ai oán não nể dần dần thứ âm thanh đáng sợ ấy không chỉ dừng lại ở nơi đó mà nó còn quanh quẩn trong xóm trong làng làm ai nấy đều hoang mang lo sợ và cũng kể từ đó rất nhiều những cái chết có liên quan đến thứ đáng sợ kia đầu tiên là người đàn ông đã đào tung cái hốc đất đó lên gã treo mình trên cái máy xúc đã đào bung cái gốc si lần đầu tiên người ta còn phát hiện ra tay gã nắm chặt một con búp bê kinh dị đầu nó cũng treo một sợi dây y hệt tư thế của gã bây giờ những nạn nhân khác cũng có những cái chết đáng sợ tương tự như vậy và điểm chung chính là con búp bê ở hiện trường dường như chúng mô tả lại chính cái chết của nạn nhân hoặc cũng có thể là nạn nhân chết theo cái cách của con búp bê được tạo hình sáng nay khi mà cái xác kia được phát hiện cậu đã có mặt ở hiện trường vẫn là một con búp bê được chôn cùng cái xác mà chẳng ai để ý đến vì nó lẫn trong đám đất lại hình thù kỳ quái nên không được quan tâm cũng phải lần phát hiện ở chỗ ngôi nhà hoang giữa đồng cũng vậy con búp bê cháy xém mà lý nhìn thấy cũng chẳng ai ngó ngàng gì lạ thật đó cũng chính là lý do mà cậu chắc chắn rằng những vụ án trước kia và hiện tại liên quan tới nhau. Anh gì ơi? Anh ơi! Giật mình tỉnh dậy, trước mặt Lý là một cô y tá khá xinh xắn, làm cậu khá bất ngờ. Anh không được ngủ ở đây đâu, anh gì ơi? À, vâng vâng, tôi hơi mệt đến ngủ quên, xin lỗi cô. Lý đang có chút ngại ngùng Chợt nhớ ra Bình vẫn còn nằm bên trong, nên hỏi thăm. À, cô cho tôi hỏi, bệnh nhân Bình vừa vào đây lúc nãy bây giờ đâu rồi ạ? Anh ấy chuyển xong chai nước đã tỉnh và xin về rồi anh. Ờ, ông này lạ nhỉ, đi về mà không nói câu nào. Vâng, cảm ơn cô nhé. Cậu nào biết rằng sếp của cậu lúc này đang quay trở lại địa điểm khi nãy trong vô thức? Bình bỏ qua sự chào hỏi của đồng nghiệp lăm lăm chạy xuống chân đê, đào bới loạn xạ ở mép ruộng cho tới khi tìm được một cái quách tiểu thì một lần nữa lại ngất lịm đi quách tiểu là thứ người ta dùng để đựng xương cốt của người đã khuất sau khi cải táng đồng đội của cậu nếu không chạy kịp chắc cậu ta đã chết vì sặc bùn dưới cái ruộng lõm bõm nước rồi họ cũng kinh sở khi trông thấy những gì mà bình vừa làm ra trong khoảnh khắc những phát hiện cũng chỉ dừng lại ở mức manh mối còn thì việc điều tra của cơ quan chức năng đang đi vào bế tắc họ chẳng biết phải bắt đầu từ đâu khi mà những nạn nhân gần đây đều đang trong lứa tuổi học sinh chẳng thù hận gây gổ với ai các đối tượng tình nghi đều đã được triệu tập lên để phối hợp điều tra nhưng họ đều có chứng cứ ngoại phạm mọi thứ đang dậm chân tại chỗ bình sau hôm ấy thì sốt ly bì ba ngày ngày nào cậu ta cũng mơ chung một giấc mơ về một người phụ nữ bế một đứa trẻ nghêu ngao hát du lúc thì lại khóc lóc kêu oan rên rỉ đau đớn cô ta như muốn nói gì đó với cậu nhưng lại cậu chẳng thể nghe được chẳng thể hiểu được lý cũng có đến thăm hỏi động viên nhưng tuyệt nhiên cả hai chẳng nhắc gì đến những vụ án trước đó cả hai người đều có những tâm sự riêng suy nghĩ và suy luận riêng của mình lý vẻ cậu lại thiếp đi lúc nào chẳng hay bình tỉnh dậy tỉnh dậy đi con đeo chiếc vòng cổ mà ta để lại cho con vào nhớ không được tháo ra nghe chưa nhớ chưa tỉnh dậy tỉnh dậy đi mẹ mẹ ơi đừng đừng trong giấc mơ cậu gặp lại mẹ sau sự ra đi đột ngột của bà nỗi đau vẫn còn âm ỉ mãi trong trái tim cậu. Tuyệt nhiên chưa một lần cậu thấy bà trong giấc mơ của mình cho tới tận ngày hôm nay. Bà cũng chẳng nói với cậu quá nhiều, chỉ kịp dặn cậu đúng một lời rồi biến mất trong làn sương mở. Cậu giật mình tỉnh giấc khi trời đã nhá nhem, nhấc cái thân thể mệt mỏi khỏi chiếc ghế phòng khách. Cổ cậu truyền đến một cơn đau nhức. Có vẻ như cậu đã nằm ở đó khá lâu, một thứ gì đó rơi từ trên người cậu xuống đất chiếc vòng cổ bằng vàng mẹ cậu để lại đã nằm trên người cậu từ lúc nào mà trong ký ức của cậu không thể nhớ nổi lý do mặt chiếc vòng có vài loại ký tự khó hiểu lại nhớ đến lời nhắc nhở khi nãy của mẹ nên cậu quàng ngay nó vào cổ hy vọng đúng như mẹ cậu nói nó sẽ giúp cậu được phần nào trong cuộc sống sau này ít nhất là bản thân cậu luôn cảm thấy có mẹ kề bên trong mỗi bước trưởng thành có vẻ như điều ấy đúng sáng hôm sau cơ thể cậu đã chẳng còn mệt mỏi như trước giấc mơ ám ảnh kia cũng không còn thấy nữa tươi tỉnh chuẩn bị đồ đạc đi làm lại thì lại nhận được tin báo vừa có thông tin về một nghi phạm mới đó chẳng phải ai xa lạ chính là hoa vợ người bạn thân của cậu đây là tin mật và sẽ có người bí mật điều tra chứ chưa trực tiếp lấy khẩu cung của ả điều này làm bình rất bất ngờ nhưng đồng đội đưa khẩu cung của hai nhân chứng trong hai vụ gần nhất đều trông thấy có bóng dáng của một người phụ nữ béo ục ịch tướng tá dáng đi rất giống hoa có điều họ cũng nói rằng người tên hoa này có vấn đề về trí tuệ cho nên dù có triệu tập ả lên điều tra cũng chưa chắc đã có kết quả gì chi bằng cứ từ từ theo dõi và tìm thêm chứng cứ một ngày làm việc thật dài sau thời gian nghỉ thì khối lượng việc mà cậu phải xử lý và tìm hiểu là khá nhiều lại thêm bức bối trong người vì cứ mãi thắc mắc về nghi phạm trong những vụ án mạng gần đây trong vô thức chiếc xe máy của cậu đã dừng bước trước cổng nhà điển lúc nào không hay chẳng hiểu bản thân cậu ta lúc ấy nghĩ gì cậu gửi tạm xe ở một nhà hàng xóm rồi men theo bờ tường hoa bật vào vườn nhà điển vườn rộng, gà qué lại lên chuồng hết. Nhà cũng chẳng nuôi chó nên hành động của cậu hoàn toàn diễn ra trong im lặng. Tiến sát mấy gốc táo, cậu đưa ánh mắt nhìn vào bên trong nhà. Một người đàn ông lớn tuổi đang ngồi trên ghế tựa ngoài phòng khách. Điển quỳ mọp dưới đất, hai tay bám lấy đuổi ông ta. Tôi không muốn làm điều này nữa. Xin ông, nó không giúp tôi thoải mái hơn. Nó chỉ khiến tôi ám ảnh mãi không được Mày không nhớ rằng mẹ mày đã chết như thế nào sao Bọn nó Chính bọn đó đã hại chết mẹ mày Vậy sao tôi vẫn chưa gặp lại được mẹ Tại sao Ông nói rằng Làm y theo kế hoạch của ông là được mà Tại sao Chưa Vẫn còn thiếu một kẻ nữa Ông ta mở cửa buồng Lôi ra một người phụ nữ thân hình ục ịch Đây Ra tay đi không thể Nó là vợ tôi Tôi, tôi không thể làm thế Điền sợ hãi lùi lại Chân tay run rẩy Khẩn khoản cầu xin người đàn ông kia Ông ta vẫn cố dối con dao phay vào tay gã Ánh mắt sắc lạnh Giết nó Phải trả thù cho mẹ mày Chính gia đình đó đã ám hại mẹ của mày Bố nó đã đánh mẹ mày bầm dập Chửi bới Xỉ vả bãi khiến cho bà phải tự thiêu cùng em trai của mày. Mày đừng bao giờ quên điều đó, đừng bao giờ quên. Điển run rẩy nhận lấy con dao từ người đàn ông, chầm chậm chầm chậm, chậm chậm giơ cao lên quá đầu. Bình giật mình tính lao vào bên trong ngăn cản, nhưng có một bàn tay giữ chặt lấy vai cậu, làm cậu giật nảy mình. Em, Lý đây, anh bình tĩnh đã, nếu anh vào bây giờ cũng không làm được gì đâu Ờ Mình cũng chỉ kịp quay đầu lại Trông thấy người em đồng nghiệp Thì cũng yên tâm phần nào Hai người giữ yên lặng tiếp tục quan sát Quả thật Điền Chẳng dám xuống tay thật Gã vứt con dao xuống đất Không Tôi không thể Vô dụng Một cú tát như trời giáng Làm Điền xây sẩm mặt mày Gã loạn trọng xít ngã làm sao có thể nghĩ được một lão già lại có một sức khỏe vô lý đến như thế gã cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể hai bàn tay nắm chặt lại sao mày định làm gì mày định đánh chính bố đẻ của mày à bình và lý đồng thanh hả bố đẻ cậu thằng mồ côi cơ mà sao lại bố đẻ bình tĩnh anh nghe tiếp đã lão già kia lại quát vào mặt điện Bây giờ mày định thế nào Theo tao hay chống lại tao Lão già này không chấp nhận đứa con duy nhất của mình Phản bội lại chính mình Chọn đi Nhanh lên Lại một lần nữa Lão dúi con dao phay vào tay điện Gã vẫn đắn đo chẳng thể nào quyết định được Trước mắt gã là người vợ đầu ấp tay gối bao lâu nay Làm sao mà gã có thể nhẫn tâm xuống tay được Tao cho mày 5 phút Nói đoạn lão lấy can xăng ra đổ khắp nhà, treo thêm một đoạn dây thừng lên cái xả gỗ lim. Lão muốn xuống tay rồi tạo hiện trường giả cho vụ án mạng lần này. An! Lão An! Chính là lão! An nào? Sao lại là lão? Cậu nói gì? Anh chưa hiểu. Rồi anh sẽ hiểu thôi. Lên nào anh! Lý lao ra như một mũi tên trên vai còn dính bao nhiêu là lá cây găm cả gai vào cánh tay. Sau lưng cậu, Bình khéo léo bám theo. Là ông! Ai? Đứa nào? Chú mày là ai? Điện nhận ra ngay hai kẻ hôm trước mới uống rượu cùng. Ủa, sao sao chú mày lại ở đây? Gã quay sang bên cạnh. Người vợ bị trói của gã vẫn đang nằm bất động ở nền gạch. Nhận ra bản thân bị phát hiện. Gã cũng quyết định chơi bài ngựa luôn. Ánh mắt của gã hoàn toàn thay đổi so với khi nãy, cũng đã đến lúc sự thật dần được phơi bày. Lúc lão già tên An kia chỉ mới đôi mươi, lão đã theo một người đàn ông lạ mặt, học mấy thứ đạo thuật âm dương như một cơ duyên khi người đó tình cờ đi qua làng này. Mục đích ban đầu của lão thì chẳng có gì xấu cả. Ngay cả người thầy của lão cũng chẳng bao giờ nghĩ được rằng lão sẽ trở nên như vậy. Năm lão 30 tuổi, thầy của lão xấu số, số qua đời. Lão quay trở về làng sinh sống như một người bình thường, giúp đỡ hàng xóm láng giềng, nhiều vấn đề liên quan đến tâm linh. Lão còn học được cả mấy bài thuốc nam khá hiệu quả, nên cũng được nhiều người kính trọng nể phục. Một chữ thầy, hai chữ thầy. Năm 35 tuổi, lão lấy vợ sinh con. Vợ lão khéo tay lắm, theo thùa khâu vá rất đẹp. Bà thường tự tay cắt may những bộ quần áo cho cả hai vợ chồng. Bà làm cả những con búp bê nhỏ cho đứa con của họ chơi. Cuộc sống gia đình đang rất hạnh phúc, nhưng lão cũng chỉ ở nhà được thêm 2 năm thì chẳng hiểu vì lý do gì mà đi biệt tam biệt tích mất gần 5 năm trời. Chẳng ai biết cách nào để liên hệ với lão cả họa chăng chỉ có vợ lão là biết trong thời gian lão vắng nhà và một đêm mưa gió cách ngày lão rời nhà đi độ hơn một năm vợ lão bế đứa con chạy xuống bếp nấu ăn thì bắt gặp một tên trộm đang đột nhập vào nhà sợ quá lại chẳng dám hô hào vì sợ nó phát hiện ra sẽ giết chết cả hai mẹ con bà lại bế con chạy lên trên nhà sân trơn chẳng may bà bị trượt ngã kẻ kia trông thấy nó chẳng nghĩ nhiều mà lập tức ra tay thủ tiêu cả hai những nhát gậy chan chát vỗ vào đầu họ những thứ âm thanh hỗn tạp gây rợn những hình ảnh gây ám ảnh máu hòa lẫn với mưa đỏ lòm cả góc sân mất ba ngày trời khi một người hàng xóm qua chơi mới phát hiện ra cái chết thảm của hai mẹ con nhà này công an đến điều tra nhưng cũng chẳng tìm được hung thủ lại không liên hệ được với người chồng của nạn nhân. Anh em họ hàng của lão An chẳng còn ai, bà ấy lại là trẻ mồ côi, người ta phải phối hợp với làng xã, gom góp mỗi người một ít, mua chiếc quan tài chôn cất hai mẹ con bà ấy. Đám tang không được lớn nhưng cũng gọi là chu đáo. Hàng xóm láng giềng đều đến chia buồn vì ít nhiều họ đều được lão giúp đỡ trước đây. Căn nhà cứ vậy bỏ hoang, thi thoảng có người qua quét dọn sân vườn giúp nhưng họ trông thấy những thứ đáng sợ người thì lại nghe vài âm thanh thảm thiết cho nên chẳng ai dám bén mảng tới đó nữa thậm chí mấy nhà hàng xóm cạnh bên cũng chẳng chịu nổi mà phải chuyển đến nơi khác sống ngày lão an về từ đầu làng ai trông thấy cũng chẳng nhận ra lão trông khác lắm già đi trông thấy Ngoài 40 mà dâu tóc dáng vẻ như ông lão gần mươi vậy. Cơ thể gầy gò ốm yếu, gương mặt phờ phạc. Lão về tới nhà trông thấy căn nhà cũ kỹ rêu mốc, mạng nhện răng khắp lối. Gã điên giải gào thét tên vợ con rồi đi khắp nhà kêu gào. Hàng xóm xung quanh chẳng còn ai để mà hỏi thăm. Lão chạy như kẻ vô chi ra đường. Thấy nhà ai cũng gọi cổng cũng gầm lên thảm thiết làng xóm ồn ào hẳn lên vài người mạnh dạn đứng ra kể lại câu chuyện cho lão nghe lão vừa lắng tai vừa rên ư ử khóc lóc như một đứa trẻ lão chẳng thể nào tin được những gì đã xảy ra với gia đình mình những tưởng lão an chẳng thể vượt qua nổi nỗi đau đớn tột cùng ấy thế nhưng chỉ sau vài tháng lão đã hòa đồng lại với tất cả mọi người hàng xóm láng giềng thấy lão về do hỏi về những thứ kỳ lạ ở trong nhà lão, nhưng lão chẳng thấy gì, chẳng biết gì cả. Họ lại dọn đồ về nhà cũ ở như trước đây. Nhưng cũng có gia đình nọ bỏ luôn căn nhà sát phách nhà lão mà sống ở nơi khác cho yên ổn. Họ nào biết rằng lúc này đầu óc lão không còn được bình thường như trước. Lão luôn mặc định suy nghĩ rằng chính những kẻ hàng xóm vô tâm với vợ con lão nên giờ lão mới ra nông nỗi này một mầm mống tội ác tư duy đen tối dần dần hình thành nơi kẻ này lão lại đọc được một loại đạo thuật trong cuốn sách cổ mà sư phụ lão để lại nó chỉ là lời nhắc nhở căng dặn về loại tà thuật ấy nhưng lão lại ảo tưởng rằng nó có thể đem lại linh hồn vợ lão con lão về với lão dù là trong một hình hài khác bởi thế lão già này bắt đầu điên cuồng tìm hiểu bày biện đủ thứ lễ lạt cúng bái các kiểu và chính cái hình nộm cùng những con búp bê vải mà người ta phát hiện ở gốc cây si kia là một trong những vị trí mà lão bày ra chứ chẳng phải ai khác. Chính vì thế càng làm thù hận của lão tăng lên gấp trăm ngàn lần khi mà hy vọng gặp lại vợ con cuối cùng của lão cũng bị dập tắt và những người đụng chạm vào thứ đó cũng bị lão dùng nhiều cách khác nhau để ám hại những cái chết thảm thương kia là một trong những cách trả thù của lão. đa số nạn nhân từ trước đến giờ đều là những người lão cho rằng có liên quan đến cái chết của vợ lão hoặc phá hoại bừa phép của lão và con cái của họ. lão muốn họ phải nếm trải những nỗi đau như lão đã từng trải qua. lão tạo dựng luôn cả những hiện trường giả, chứng cứ giả để khiến cho cơ quan chức năng chẳng thể nào lần theo dấu vết của lão được. Lão muốn họ biết rằng nếu họ đã để sổng tên sát nhân kia thì cũng chẳng thể nào bắt được một kẻ sát nhân liên hoàn như lão. Điền cũng chẳng phải con trai lão. Lão thấy nó là một đứa trẻ mồ côi, thiếu thốn tình thương nên đã thôi miên tâm trí gã và biến gã thành tay xài đắc lực cho mình. Gã giúp lão tạo ra những cái chết giống như một vụ tai nạn, một vụ tự sát hơn là một vụ giết người. Thế nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Người vợ ục ịch của gã luôn bám theo mọi hành động của chồng và đã để lại dấu vết ở hiện trường. Có cả nhân chứng trông thấy ả à ta có mặt ở hiện trường vụ án. Lão An cũng đánh hơi thấy điều đó cho nên muốn giết người diệt khẩu và tạo hiện trường giả là một vụ cháy nhà. Thậm chí lão còn định kết liễu nốt đứa con trai hờ của mình trong vụ cháy đó luôn một thể để lão có thể giấu nhẹm đi hành tung của mình cho tới khi bị lý và bình bắt gặp lý do mà lý biết lão ta dù chưa gặp mặt một lần là vì cậu ta chính là con trai bác biểu một trong những người đã phát hiện ra thứ bùa phép của lão ta năm đó bố cậu cũng là người theo sát vị sư thầy trong quá trình phá giải thứ bùa phép đáng sợ đó chẳng may bác mắc phải một căn bệnh nan y và qua đời sớm Trước lúc đó bác đã kể hết cho Lý nghe về những gì bản thân mình biết. Bác còn miêu tả rõ ràng về khuôn mặt của Lão An và vết sẹo hằn dài trên má của Lão. Đó chính là lý do mà Lý nhận ra Lão ngay khi Lão giới thiệu cái tên An của mình. Các người đã biết quá nhiều. Vậy rồi sao? Ông không thoát được đâu. Lão An cười nhếch mép vẫy tay về phía trước giả hiệu. Chẳng biết lão cho điền uống thứ bùa mê thuốc lú gì mà gã như một kẻ điên nhặt con dao phay chém tới tấp. Bình vừa né đòn vừa gào lên. Đến, tỉnh lại, tỉnh lại đi, ông ta không phải bố mày đâu. Mặc mà kệ những lời nói có vẻ khẩn khoản của thằng bạn thân, gã vẫn không ngừng tay. Lý nhanh nhẹn tránh qua một bên, chờ thời cơ đạp bay con dao trên tay Điển hai người cảnh sát được đào tạo bài bản dẫu sao vẫn hơn hẳn một kẻ chỉ có sức vóc họ lao đến tiếp cận gã nhưng để khống chế được gã to con như điển cũng là một việc cực kỳ khó khăn hơn nữa gã không chỉ có sức mạnh như một người bình thường mà còn được hỗ trợ từ một thế lực nào đó nữa chẳng biết nãy tới giờ lão an làm gì với hoa mà ngay lúc này ả à bước từ trong nhà ra tay lăm lăm con dao phay. Thứ mà từ khi lấy chồng đến nay, gần như chưa bao giờ ả đụng tới. Gương mặt lạnh tanh, hoa dừng lại vài giây, ném ánh mắt hận thù về hai kẻ đang vật lộn với chồng ả. Thân hình mập mạp không ngăn nổi những bước chân đi như lướt trên mặt đất của ả. Váng một cái, con dao đã lướt ngang qua cổ bình. May mắn cho cậu ta, lưỡi dao ấy chỉ để lại trên cổ cậu một vết cắt nhỏ và nông, không ảnh hưởng gì nhiều. Lý trông thấy toàn phi và hỗ trợ nhưng lại đảo mắt về phía lão An. Tay lão cầm sẵn một cái bật lửa chuẩn bị đốt cháy hết căn nhà này. Cậu chỉ đành xông về phía lão mà cản lại. ấy thế mà vẫn không kịp. Lửa từ đó rực lên theo vết xăng đổ cháy phừng phừng. Cả căn nhà nhanh chóng bao trùm trong biển lửa thân thủ nhanh nhẹn, sức vóc cũng không đến nỗi nào. Nhưng đứng trước thế tấn công của hai kẻ thù cùng lúc bình nhanh chóng yếu thế, chỉ biết đưa tay dơ chân mà chống đỡ. Cơ thể ngày một chậm chạp, dính nhiều đòn đau hơn. Thuận thế, Điển còn bồi cho đối thủ một đạp giữa ngực, khiến thằng bạn thân ngày nào bật ngửa về sau nằm nhoài ra đất. Bình cũng không vừa, trong thế chịu đòn như thế, nhưng trước lúc ăn cú đạp kia, cậu vẫn kịp đấm cho thằng bạn một phát đau điếng. Cùng lúc ấy, điển trông thấy căn nhà cháy, cú đấm khá đau, sức nóng phả thẳng vào mặt cậu cùng ánh nắng chói lòa làm cậu sực tỉnh. Nhân tính trong người cậu hình như đã được đánh thức trở lại. nỗi căm hờn lão An khi đã biết hết sự thật dâng cao ngút trời, cộng thêm gã hiểu, rõ ràng dù có quay đầu thì tội ác mà gã đã gây ra sẽ chẳng thể được tha thứ. Ánh mắt gã trở nên quả quyết hơn bao giờ hết. Trong nhà, Lý chẳng chịu nổi mấy đòn của lão An ngã ngửa ra đất. Lão vỡ được cái bình hoa dơ cao lên toàn kết liễu đối thủ, thì từ bên ngoài, một thân thể cao lớn lao như thiêu thân vào bên trong ôm chặt lấy lão. Những tưởng hai kẻ mạnh ngang ngửa nhau sẽ rằng có bất phân thắng bại, nhưng không, lão An vẫn còn một thứ gì đó giả dơ hơn. Điển ăn liên tiếp hai bà cô đấm như búa bổ loạn quạng ngã khuỵu xuống. Vẫn cái bình hoa lúc nãy lại lần nữa được dơ cao lên quá đầu. Và lại một lần nữa có người lao vào ngăn cản. Lần này là một thân hình to lớn ục ịch. Chỉ hất một phát, lão đã bay ra đập cả người vào cái cột đang cháy. Bình gắng gượng lôi Lý ra khỏi căn nhà đó thở không ra hơi. Cậu muốn phi vào cứu thằng bạn thân nhưng bị Lý kéo tay ngăn lại. Căn nhà gỗ bắt lửa quá nhanh và cũng nhanh chóng sụp xuống. Trước khi ba thân thể kia bị vùi lấp hoàn toàn trong biển lửa, Bình và Lý tận mắt trông thấy những ánh lửa tụ lại thành hình dáng của một con người bay xung quanh lão An như dọa nạt rồi nhất tẻ xông vào lão, thiêu cháy lão. Cũng chỉ còn nghe thấy tiếng gào thép đau đớn của lão trước khi mọi thứ hoàn toàn sụp đổ. Phía bên ngoài đã có tiếng dân làng hô hoán nhau khi phát hiện ra vụ cháy lớn. Cháy! Cháy kìa! Cháy rồi bà con ơi! Nhà thằng Điển con hoa cháy rồi! Cứu! Cứu! Sập lửa đi bà con ơi! Xung quanh xóm làng, người thùng xốp, chậu thau, xô lớn xô bé tập trung múc nước đến dập lửa. Nhưng nước xa đâu cứu được lửa gần. Họ vừa đến nơi thì mọi thứ đã xong xuôi cả rồi. Bình và Lý nằm dạp ở sân nhà, đau đớn vì những vết thương, mệt mỏi vì kiệt sức và đau lòng khi nghĩ lại tất cả những gì đã xảy ra. Bình tỉnh dậy sau hơn một ngày nằm bất động, cả cơ thể mệt mỏi, tay vẫn còn đang chuyển nước, đầu đau như búa bổ, phải chăng mọi thứ đã kết thúc? Cuộc báo thù của lão giả kia cuối cùng cũng được ngăn chặn, dẫu cho mối thù đó là chính tự bản thân lão tưởng tượng ra. Phải chăng cậu đã báo thù được cho những người phải bỏ mạng dưới tay của lão? Phải chăng công việc hàng ngày của cậu chính là tìm cách báo thù cho những người phải chịu cảnh hàm oan trong cuộc sống? Vậy xét ở một khía cạnh nào đó, cậu và lão thầy Pháp điên ấy đều giống nhau ngoài cửa cậu lờ mờ trông thấy một bóng hình quen thuộc thằng điển chính là nó là nó nó đứng ở đó nhìn thẳng vào cậu cười nhẹ rồi giơ tay chào cậu trước khi tan biến vào không gian vô định cậu biết mà thằng bạn thân của cậu chẳng phải người xấu chính nó đã cứu cả cậu và lý trong lúc nguy hiểm nhất cậu vẫn luôn hy vọng nếu có kiếp sau nó sẽ được sống một cuộc đời an nhiên và hạnh phúc. Bất giác, cánh tay cậu cũng dơ lên, miệng theo thào. Tạm biệt. Quý vị khán thính giả, bà con, cô dì chú bác, anh chị em thân mến. Chúng ta vừa nghe xong nội dung câu chuyện của ngày hôm nay. Quý vị nghe chuyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Đình Tổng Media và hãy chia sẻ kênh đọc chuyện này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe chuyện trong khung giờ phát sóng của chúng tôi vào 20 giờ hàng ngày. Và quý vị nào thích nghe chuyện audio, chúng ta hãy truy cập vào ngheaudio net Ở đây chúng tôi có rất nhiều chuyện, từ chuyện ma đến chuyện ngôn tình, tâm lý xã hội, uh, trinh thám để phục vụ cho quý vị. Và còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình ngày hôm nay đến đây là hết. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình đọc truyện 20 giờ tối ngày mai. Thân ái chào tạm biệt.